Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Như Lai nghe qua đã hiểu
lúc ấy trên trời mưa xuống, bảy loại châu báu quý giá cõi thế gian không còn kẻ bần cùng. Và cũng ngày lúc ấy Như Lai lại được thọ ký sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Từ đấy về sau trải qua một thời gian dài, Như Lai không còn nhận sự thọ ký. Bồ Tát Phổ Dũng nói thừa Như Lai, thời gian ấy là gì, tiền ấy là gì? Đức Thế Tôn đáp Phổ Dũng: ông hãy nghe đây, một thời kỷ vô sớ sau ngày hôm sau có đấng Như Lai ứng cung chánh biến trì nhiên đang xuất hiện trên cõi thế gian. Lúc ấy Như Lai đang là một thanh niên thuộc giai cấp Bà La Môn tên là Bê Kha. Thì Như Lai nhiên đang nhập thế, Như Lai đang tu phạm hạnh dưới dạng Bà La Môn. Khi gặp Như Lai nhiên đăng thanh niên ấy giải bày những hoa yêu đàm cúng dường hồi hướng vô thượng bồ đề. Bấy giờ Như Lai nhiên đăng thọ ký cho thanh niên ấy sẽ thành đấng Như Lai ứng cung chánh biến trì tên Thích Ca Mâu Ni. Phổ Dũng khi ấy Như Lai ngồi trong thời gian cao bằng 20 cây đa la đẳng vô sinh pháp nhẫn. Như Lai nhớ rõ như mới hôm qua, Như Lai thấy rất rõ tất cả gốc rễ điều lành mà Như Lai đã cấy trồng. Tử thì rất là tu vạn hạnh, trải qua vô số kiếp và đạt được đúng đức tinh đoàn hảo. Phổ Dũng ngày từ thời gian ấy, Như Lai đối với vô số trăm ngàn tỷ triệu chúng sinh đã phát nguyện là dẫn dắt từng người vào với chánh pháp hướng trì. Bây giờ Như Lai đã thành tựu vô thượng bồ đề vì chúng sinh mà tạo lợi ích lớn lao. Phổ Dũng Như Lai sẽ dạy cho chúng sinh vật pháp trì diệu thầm thầm. Chúng sinh có nhu cầu gì, Như Lai sẽ dạy Phật pháp phù hợp với nhu cầu ấy ở cõi trời. Như Lai dùng thân trời để dạy Phật pháp ở cõi rồng, Như Lai dùng thân rồng để dạy Phật pháp ở cõi dạ xoa, Như Lai dùng thân dạ xoa để dạy Phật pháp ở cõi quỷ đói, Như Lai dùng thân quỷ đói để dạy Phật pháp ở cõi người, Như Lai dùng thân người để dạy Phật pháp. Chúng sinh nào cần Phật dạy dỗ, Như Lai liền hiện thân Phật để dạy dỗ. Chúng sinh nào cần Bồ Tát dạy dỗ, Như Lai liền hiện thân Bồ Tát để dạy dỗ. Bất cứ chúng sinh cần gì, Phật hóa hiện thân ấy để dạy Phật pháp. Phổ Dũng Như Lai dùng đủ loại sắc tướng để dẫn dắt chúng sinh. Phổ Dũng vì sơ Như Lai lại dùng nhiều sắc tướng như vậy là vì để chúng sinh tích lũy nhiều loại thiện căn, chúng sinh sẽ tu hành thí tạo công đức, quên cả nghỉ ngơi để tự cứu mình, sẽ hành thiền, sẽ không quên sinh, sẽ không quên sinh tử. Thiện nghiệp nào có thể làm được, họ đều làm đủ nhờ nghe chính pháp. Họ sẽ nhớ lại gốc rễ điều lành đã làm trong quá khứ, làm như vậy để là nhắm mình vào lợi lạc lâu dài trong cõi trời. Và người Phổ Dũng chúng sinh ấy khi được nghe chánh pháp sanh hà tha, mọi đức tính, mọi lợi lạc, mọi thiện căn sẽ tức thì trở nên không giới hạn. Lúc bấy giờ chúng sinh ấy sẽ nói với nhau như sau: với những việc đã làm đã thu thập, nhất định phải có một pháp hiển lộ thành tựu chánh đẳng chánh giác, và quả lành là tâm nguyện lợi lạc chúng sinh sẽ thành tục viên mãn. Chúng sinh tin tưởng trong sáu nơi bằng pháp sẽ nói có một pháp hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của sự vật, từ đó mà pháp sinh quả lành là lại là vô thượng của chánh pháp. Còn chúng sinh nào mê muội điên rồ nói rằng các pháp không có và cũng không có gì siêu việt các pháp, từ đó mà pháp sanh quả dữ là đọa vào ác đạo đời đời kiếp kiếp, lần đầu vào cõi dữ tám kiếp chịu khổ đau địa ngục, 12 kiếp chịu khổ đau quỷ đói, 16 kiếp sinh cõi A Tu La.
ngàn kiếp sinh làm ác quỷ yêu tình, quỷ giữ cản rồi sinh làm vào loài người, nhưng 14 ngàn kiếp sinh ra không lưỡi, 16 ngàn kiếp chết trong thai mẹ, 12 ngàn kiếp sinh làm hòn thịt, 11 ngàn kiếp sinh làm người mụ, chịu mọi khổ đau khiến cho cha mẹ nghĩ rằng tật phí công sinh dưỡng sinh ra đứa con chẳng để làm gì, mang nặng 9 tháng chỉ vài công, phải chịu nóng lạnh đói khát khổ đau bức bách, dù có được một đứa con mà vẫn cha mẹ vẫn cảm thấy tuyệt vọng, không chút niềm vui. Khổ dũng chúng sinh nào từ bỏ chánh pháp, phải chịu luân hồi trong cõi địa ngục và súc sanh, đến lúc mạng chúng phải chịu đớn đau cơn hấp hối. Khổ dũng người nào nói rằng có các pháp có thần và người siêu việt các pháp, nhờ thiện căn đó mà sinh vào phương Bắc cõi cầu lầu thượng, 25 ngàn kiếp sinh vào cõi trời tam thẩm tam, thì quả báo ấy cạn sẽ sinh vào phương Bắc cõi cầu lầu phượng, mà sẽ không sinh từ thai mẹ, sẽ thấy 100 ngàn thế giới đều là cõi cực lạc, sẽ thấy tất cả các cõi phần an trú nơi đây, tại nơi ấy thành tựu vô thượng bồ đề. Bổ dũng diệu dụng của kinh chánh pháp sanh na ta là bảy, chúng sinh nào tin tưởng sâu kinh này sẽ không bao giờ chết trong sự sợ hãi, sẽ đầy đủ đức này. Bổ dũng có người hỏi Như Lai ngày đêm giải thoát vô lượng chúng sinh, vậy mà số lượng là chúng sinh trong cõi luân hồi vẫn không giảm, có nhiều người giác ngộ hoặc sinh vào cõi trời hoặc được nguồn an lạc, vậy tại sao chúng sinh luân hồi vẫn không giảm bớt? Lại có những tu sĩ ngoại đạo khất sĩ lang thang khổ hạnh lõa thể, có ý nghĩ sâu xa như sau: chúng ta phải đến chất vấn Cổ Đàm về việc này. 84 ngàn bà la môn tu sĩ ngoại đạo khất sĩ lang thang cùng hàng trăm người khổ hạnh lõa thể cùng kéo đến thành Tương Xá. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mỉm miệng cười, thấy vậy Đại Bồ Tát Thì Lặn từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt áo bên vai gối bên phải, quỳ xuống chấm đất chắp tay cùng hính hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà Thế Tôn mỉm mượn cười, không phải vô cớ mà Đấng Như Lai ứng cúng chánh kinh chỉ lại mỉm cười như vậy? Đức Thế Tôn nói: thiện nam tử, ông hãy nghe đây, ngày hôm nay có một đoàn người rất đông sẽ tiến tới cảnh Đường Xá này. Bồ Tát Di Lặc hỏi: thưa Thế Tôn, ai sẽ đến đây? Trời rồng, giả xoa, loài người hay loài không phải người? Thế Tôn đáp Di Lặc: tất cả trời rồng, giả xoa, loài người và loài không phải người đều sẽ đến đây ngày hôm nay. Cả 84 ngàn bà la môn cũng sẽ đến, 90 ngàn triệu tu sĩ ngoại đạo khất sĩ lang thang khổ hạnh lõa thể cũng sẽ đến đây chất vấn Như Lai. Như Lai sẽ nói pháp cho nghe, kiến tan biến mọi ý luận nghi hoặc. Các vị bà la môn sẽ bắt tâm vô thượng bồ đề, 9 ngàn triệu tu sĩ ngoại đạo khất sĩ lang thang khổ hạnh lõa thổ sẽ đạt được quả tu đà hoàn. 18 ngàn triệu long vương sẽ đến nghe Như Lai thuyết pháp, nghe xong họ liền phát tâm vô thượng bồ đề. 60 ngàn triệu thiên tử cõi trời thanh tịnh sẽ đến, 30 ngàn triệu thiên ma cùng tùy tùng sẽ đến, 12 ngàn triệu ca tu la vương sẽ đến, các vị đại vương tất cả có 500 cùng tùy tùng cũng sẽ đến nghe pháp. Tất cả sau khi nghe Như Lai thuyết pháp đều sẽ phát tâm vô thượng bồ đề. Nghe vậy vị Đại Bồ Tát Di Lặc na na đỉnh đầu lại ngang đức ngang chân Đức Thế Tôn, theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn đi quanh ba vòng rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy.
Đại Bồ Tát Cổ Dung lúc ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt mỏng vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống, chắp chân chắp tay cùng kính hướng về đứng Thế Tôn thưa rằng: Thưa Thế Tôn, năm trăm vị đại vương sẽ đến đây, đại danh của họ là gì? Đứng Thế Tôn đáp: Cổ Dung, ông hãy nghe đây, trong các vị đại vương ấy có đại vương Hoan Hỷ, đại vương Diệu Hỷ, đại vương Tối Thượng Hỷ, đại vương Nhân Tiên, đại vương Tịnh Quân, đại vương Phạm Ân, đại vương Thiện Kiến, đại vương Thắng Quân, đại vương Hỷ Quân, đại vương Tần Bà Sa La, đại vương Ba Tư Nặng, đại vương Tăng Trưởng Các Vị, đại vương nói trên cùng nhiều vị khác, tất cả 500 vị, mỗi vị dẫn theo 100.000 triệu tỷ tùng, tất cả đều hướng tới Vô Thượng Bồ Đề, ngoại trừ đại vương Tăng Trưởng. 30.000 triệu Bồ Tát mang đến Tử Vương Đông, 50.000 triệu Bồ Tát mang đến Tử Vương Nam, 60.000 triệu Bồ Tát mang đến Tử Vương Tây, 80.000 triệu Bồ Tát mang đến Tử Vương Bắc, 90.000 triệu Bồ Tát mang đến Tử Không Gian phía dưới, 100.000 triệu Bồ Tát mang đến Tử Không Gian phía trên. Các vị Bồ Tát này đều ăn trú tập niệm từ mười phương tiến về thành Vương Xá Đỉnh Liêm Hiếu để hội diện cùng Đức Thế Tôn. Tất cả các vị Bồ Tát này đều mang tâm hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Lúc ấy Phật bảo Đại Bồ Tát: Cổ Dũng, Cổ Dũng, ông hãy đến mười phương thế giới bao vây tất cả các vị Bồ Tát rằng: Hôm nay tại thành Vương Xá, Như Lai sẽ tuyên thánh pháp, mời tất cả những ai trú trong mười phương thế giới hãy hoan hỷ tỳ tận, chắp tay đảnh lễ. Ông hãy khéo đi nhanh rồi về đây nghe pháp. Nói xong, Đại Bồ Tát Cổ Dũng từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, đi quanh Đức Thế Tôn ba vòng theo chiều bên phải, rồi tận dụng thần thông làm cho thân mình biến mất ngày đời ấy. Đại Bồ Tát Cổ Dũng theo lời Đức Thế Tôn đi đến mười phương thế giới báo tìm cho các vị Bồ Tát. Hôm nay Như Lai sẽ nói chánh pháp nơi thành Vương Xá, xin quý Bồ Tát hãy tùy tận hoan hỷ, cất lời tán thán lành thay. Nhờ vào đó hôm nay chư vị sẽ được lợi ích thành tựu đại lạc. Bồ Tát Cổ Dũng đi như vậy khắp cả mười phương thế giới, cùng tỉnh vấn an mọi đấng Phật đà báo tin cho chư Bồ Tát. Chỉ trong thời gian một đúng tay đã trở về lại thành Vương Xá cạnh Đức Thế Tôn. Tất cả Bà La Môn tu sĩ ngoại đạo, khất sĩ lang thang, khổ hạnh lão tổ đều về tụ họp. Các loài trời, dòng loài người và loài không phải người cùng 500 vị đại vương và thì cùng 33.000 triệu ma vương ác hiểm cũng tụ họp cùng tùy tùng. Bấy giờ thành Vương Xá dẫn động trời, trên trời mưa xuống bụi trầm hương thơm ngát, lại mưa xuống ở những đó mà trời kết thành cung điện nghi nga trên khắp đỉnh Đức Thế Tôn. Cũng lúc ấy thiên đường đế tích thả sấm sét sướng trước mặt Như Lai, bốn ngọn gió lớn nổi lên từ bốn hướng quét sạch bụi quế trong thành mười phương thế giới, mưa xuống những hạt nước thơm trong, rồi lại mưa xuống hoa yêu đàm, hoa sen, hoa sen vàng, hoa sen trắng kết thành chiếc lọc hoa rực rỡ trên đầu chư vị thăm pháp hội, lại kết thành 84.000 lầu thánh bất động ngay trên đỉnh đầu Đức Như Lai. Nơi 84.000 lầu thành kết bạc hoa kia ấy, có 84.000 pháp đàn kết bằng 7 loại ngọc báu, trên mỗi pháp đàn có một đấng Như Lai đang tiện giảng chánh pháp. Khi ấy tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Đại Bồ Tát Cổ Dũng thấy vậy, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn hỏi: Thưa Thế Tôn, có vì lý do gì mà thành Vương Xá hôm nay lại có điểm lành
bảy. Đức Thế Tôn nói ví dụ khó lần vừa xa đầu một người tâm trí bất định để kêu mà ích kỷ xem vật gì cũng là của mình lại rất nghèo. Người ấy đến trước cùng vua nhất định đòi vào cùng toàn quân bắt lại đánh đập thê thảm. Ngày lúc ấy vua nghe có người thăng thăng đòi xông vào ấm điện, nghĩ rằng người này muốn giết ta. Nghĩ vậy vua nổi giận nói với Bần Thần: hãy mang hắn lên vách núi, dẫn quanh đi giết luôn tất cả những gì được về hắn, cha mẹ con cái tôi tớ giúp việc. Theo lệnh vua, cả gia tộc người kia bị giết, cả thân nhân rơi vào cảnh ngộ cực kỳ bi thảm. Cổ cũng tương tự như vậy, Như Lai cũng cũng thánh biến trì bị tuyên hạt. Thuyết thánh pháp cho chúng sinh, kẻ phàm phu ấu trĩ cũng như kẻ yêu mạng thiên tổ kia, thấy được sắc tướng bên ngài hình dạng màu sắc với mái rừng nặng, lại cho rằng đây chính là thân phận. Người như vậy nghe càng nhiều Phật pháp thì lại càng thêm kiêu mạng, ham nói lời vô nghĩa, dần ra chỉ còn biết có mình ích kỷ hiển cận, tự mình không nghe chánh pháp lại càng không thể thuyết chánh pháp. Nếu có ai nói kinh dù chỉ một bài kể bốn câu, họ cũng chẳng thiên chú nghe, chẳng cố gắng hiểu cho rằng ta thừa biết rồi. Vì sao? Vì kiêu mạn, thấy mình học rộng nên quay ra trên những trí tuệ của mình. Những người giao du với kẻ phàm phu ấu trĩ như vậy sẽ không sống được theo chánh pháp, sẽ không nghe theo lời bạn với chánh pháp. Vì biết nhiều nên trở lại nên kiêu mạn, lại hay biết thì kệ kinh điển, tự biết lời giới thiệu. Họ mang bất hạnh đến cho người khác và cho chính mình. Họ cũng ăn đồ cúng dường của khách thập phương, ăn rồi không tiêu hóa nổi, đến lúc gần chết chịu nỗi sợ lớn lao. Người xung quanh mới hỏi: ông đã dùng trí tuệ tinh xảo dẫn dắt rất nhiều người, nay lại hay sao lại không thể an định cho chính mình? Người ấy nói: này các đạo hữu, này tôi không thể an định cho chính mình. Khi ấy mọi người mới kinh hoàng khóc than đủ cách, vì hành động của một người mà thân nhân quyến thuộc vô tội bị họa lây. Tương tự như vậy, những người kia khi gần chết bắt tiếng khóc than đấy, mình bị trói buộc vào cõi địa ngục bảo thai súc sinh, tất cả chỉ vì lầm lẫn nơi theo bạn đạo không tốt. Vì vậy Như Lai nói với các ông: hỡi các vị Bà La Môn tu sĩ ngoại đạo, các ông đừng kinh ngạc. Chim non chưa mọc cánh không thể vươn trời, chẳng bay lên cõi trời, các ông cũng vậy, không thể đạt niết bàn. Thần lực ấy các ông chưa có, vì do vì xét về nghiệp quả, nghiệp của các ông so với nghiệp sinh vào kiếp chín chẳng tháng, tâm giác chẳng bao lâu sẽ tan dã tàn trong cái chết. Khi đến khi gần chết bị giác mất cả, chỉ còn nỗi sợ hãi lớn lao, nghĩ rằng vì sao ta lại nắm giữ xác thân này, đã không vui được vui của trời và của người, lại không thể trú ở niết bàn. Bám giữ thân này vô ích như vậy, rồi tương lai sẽ tái sinh cõi nào, đâu sẽ là nơi cho ta nương tựa, rồi ta sẽ sinh vào đâu, sẽ diệt về đâu? Đức Thế Tôn lại nói với những người tu ngoại đạo: bất dĩ lang thang khổ hạnh, hóa thể là Bà La Môn, các ông đối với cõi diện Bồ Đề đủ bảy loại ngọc báu vậy, thì đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng tự loại mình ra khỏi kho tàng chánh pháp. Có gì nghi hoặc, các ông hãy hỏi Như Lai, Như Lai sẽ hoàn thành mọi ước nguyện của các ông. Bấy giờ các vị Bà La Môn tu sĩ ngoại đạo, bất dĩ lang thang và khổ hạnh, đã thể đứng lên từ chỗ ngồi, lấy tay áo che vai, chắp tay hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngày nên lúc nào cũng giải thoát chúng sinh ra khỏi luân hồi không nơi nghỉ. Vậy tại sao số lượng của chúng sinh trong luân hồi vẫn không tăng không giảm? Thưa Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà vẫn triển miên sinh diệt không hề giảm? Lúc này Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát
giật quần người ngoại đạo, mặc áo giáp tình thần nêu lên vấn đề hệ trọng, có khả năng xua tan phiền não, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Đúng thật như vậy, giật quần sau này chúng sinh nhiều tuổi thấy tuổi sẽ hiểu cảnh sinh diệt lần rồi. Giật quần cũng có chúng sinh nhiều tuổi giống như người ít tuổi mê muội chẳng biết gì. Giật quần ví như có người vội đầu mặc áo mới bước ra đường, ai thấy cũng khen đẹp, lại có người cũng vội đầu giặt áo cũ kỳ, đầu kỳ gội nhưng áo đã cũ không đẹp. Giật quần người nhiều tuổi cũng như áo cũ không thể làm đẹp cõi diêm phù, còn người ít tuổi thì lại diện hiện tướng sinh diệt. Lúc ấy các bạn là môn tu sĩ ngoại đạo, cất sĩ lang thang và khổ hạnh lõa để đứng dậy ở Đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, trong chúng tôi ai là người nhiều tuổi, ai là người ít tuổi? Đức Thế Tôn đáp, nhiều tuổi là chúng sinh triển miên trong cảnh khổ đau luân hồi ác đạo mà không thấy đủ. Vậy các ông đều là người nhiều tuổi, khi ấy tất cả la môn cùng các lòng thương thừa với Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, chúng tôi không có cảm tích biển não khổ đau trong luân hồi, nhưng người tu sĩ ngoại đạo cất sĩ lang thang và khổ hạnh lã thể lại nói, trong số những người ít tuổi không có ai lại có khả năng chứng nhận chân tướng của thực tại. Đại Bồ Tát Dược Quân lúc bấy giờ thưa cùng Đức Thế Tôn, thưa Đức Thế Tôn, hãy xem họ kìa, sao tinh tấn lại khó đến vậy? Đức Thế Tôn nói, Dược Quân, ông hãy lắng nghe, bây giờ Như Lai sẽ thu nhất toàn bộ thế giới. Lúc ấy 9,14,000,000,000 người mới sinh đứng trước mặt Như Lai, không thưa không chào, cũng không hỏi đáp gì với Như Lai, chỉ đứng yên lặng như vậy. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi Như Lai, tính thưa Như Lai, vì lý do gì họ đến trước Như Lai lại không thưa không nói không chào không hỏi? Đức Thế Tôn đáp, Dược Quân, những ai nói rằng người ít tuổi không thể chứng nhận chân tướng của thực tại thì nên gặp những người ít tuổi này. Những người ấy nói, thưa Thế Tôn, chúng con là người ít tuổi. Thưa Điện Thệ, chúng con là những người ít tuổi. Đức Thế Tôn nói, các ông hãy chứng nhận thế giới này rồi dùng thân của các ông để thị hiện phạm vi của thế giới. Lúc ấy 9,14,000,000,000 người ít tuổi không rời thân mình trụ giữa không gian an trú thập địa. Đại Bồ Tát Dược Quân cất lời tán thán, thưa Thế Tôn, những người này tinh tấn bậc bậc khéo đạt pháp diệt, khéo vượt sinh tử lân nổi. Thưa Thế Tôn, họ mới sinh ra hôm nay cũng ngay trong ngày hôm nay họ được giải thoát bước vào thập địa. Khi ấy các bà la môn tu sĩ ngoại đạo khất sĩ lang thang khổ hạnh lõa thể, các vị lâm vương la vương cùng tùy thuật lúc đầu toàn đến phá thôi, bây giờ đều cất tiếng nói với Đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn, chúng con đến trước mặt Như Lai nghe được chánh pháp này, xin lòng tin tưởng trong sáng lời Phật pháp, nguyện an lạc như Như Lai an lạc, nguyện thành bậc Như Lai ứng cúng chánh tiền trì trong thế giới này. Đức Thế Tôn nói, tốt lắm, bất luận các âm đến gặp Như Lai như thế nào, nghe được chánh pháp sanh hạ ta này rồi phát tâm vô thượng bồ đề, nhờ gốc rễ điều lành ấy, các âm sẽ màu chóng thành tựu chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn nói xong, tất cả người ngoại đạo tức khắc đạo vô sinh pháp nhẫn chứng quả thập địa bồ tát, rồi cùng thăng lên không gian cao bằng 7 cây đa la, dùng thật lực hóa hiện lâu ô thành bằng 7 loại ngọc quý cúng dường. Như Lai thị hiện phong phú thì triển thần tâm, họ lại hiện ở khoảng không phía trên Đức Thế Tôn, giải hoa quý lên mình Như Lai, chim bái Như Lai, quán thân mình là thân Phật. Bấy giờ hàng trăm ngàn triệu tỷ thiên tử đang đứng trên đẳng không đồng lạc mang hoa báu giả
giải trên mình Như Lai đọc bài kệ giảng A Di Đà Phật. 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 Xá Môn Cù Đàm là bậc tối thắng, là đại phước điển, là đại cứu độ, thành tựu tam muội trí biết cùng khắp trọn đầy viên mãn. Đối với chúng sinh chẳng lần luân hồi, ngài luôn vận dụng phương tiện thiện xảo lần lượt cứu độ tất cả mọi loài, không sót một ai, dù chỉ một lời cũng đủ giải thoát biết bao hữu tình. Bây giờ đại Bồ Tát được quần từ chỗ ngồi đứng dậy, phát một bản áo bên lên vai, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chấm tay cùng kính ngưỡng vẻ đứng Thế Tôn thưa rằng: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà những vị thiên tử này lại hát bài kệ? Thì hiện thần tâm dùng lời phong phú hà thiết tán dương công hạnh của Như Lai vậy. Đức Phật bảo thiện nam tử, ông hãy nghe đây, không phải họ tán dương Như Lai mà tán dương chính bản thân họ. Rồi họ sẽ đặt thân mình làm tòa tháng, sẽ đặt thân mình làm tòa pháp vô thượng, sẽ tự thân mình phóng ra ánh sáng thánh pháp, sẽ được tất cả Như Lai gìn giữ cho họ thành tựu vô thượng bồ đề, rồi chuyển pháp luân giảng giải sâu rộng về chánh pháp tâm diệu. Lúc ấy vị đại Bồ Tát dược quần thưa với Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, mỗi ngày đêm có biết bao nhiêu chúng sinh được giải thoát, sao đến nay luân hồi vẫn chưa cạn? Được Thế Tôn đáp: Tốt lắm. Dược quần âm hỏi Như Lai: Như vậy là tốt lắm, ông hãy nghe đây, ví như có một phú ông tiền rừng bạc biển, người ấy có nhiều tiền, nhiều hạt, nhiều kho bổ, nhiều gia đô tá biển, lại có rất nhiều tài sản ruộng vườn lúa mạch, lúa mì, lúa gạo, hạt mè, hạt đậu, cả trăm giống loại đều dồi dào đầy đủ, mùa xuân gieo hạt sáng thu hạt chín gặt về chất vào kho, hạt vừa tới kho giống nào cũng riêng giống ấy, ăn dần cho đến mùa xuân năm sau lại mang hạt ra cấy. Giật quần chúng sinh cũng vậy, trong quá khứ tạo nhiều tiền nghiệp, luôn tìm phước tiền để tạo thiện căn, nhờ được thiện căn mà tinh tấn hành trì chánh pháp khiến thiện pháp tăng thêm, nhờ thiện pháp tăng mà thân tâm được nghỉ lạc a chi túc, và nhờ đó trải hàng ngàn triệu kiếp thiện căn vẫn không bị phí uổng. Giật quần Bồ Tát mới phát tâm cũng vậy, nhờ phát tâm Bồ Đề chúng mãnh mà thiện căn công hư hoại, nắm giữ các pháp trong giảng tinh túy nhất. Đại Bồ Tát giật quần hỏi: Thưa Thế Tôn, Bồ Tát mới phát tâm trong tưởng thấy gì? Đức Thế Tôn đáp: Giật quần Bồ Tát mới phát tâm trong mơ từng thấy cảnh chữ. Vì sao? Vì Bồ Tát mới phát tâm đang giải nghiệp cũ, giật quần theo ác nghiệp rồi không thể tránh khổ đau, nhưng Bồ Tát thấy cảnh chữ trong mơ tỉ tâm không kiếp sợ. Đại Bồ Tát giật quần lại hỏi: Thưa Thế Tôn, Bồ Tát mới phát tâm trong mơ từng thấy cảnh chữ gì? Đức Thế Tôn đáp: Dược quần Bồ Tát mới phát tâm mơ, một là mơ thấy lửa cháy thì phải nghĩ rằng lửa này đốt tam tam dục dược quần, hai là mơ thấy nước xoáy, Bồ Tát mới phát tâm cũng không sợ hãi. Vì sao dược quần? Vì như vậy là có thể nắm bỏ mọi ràng buộc đến từ vô minh thành tịnh ác nghiệp. Giờ quần ba là mơ thấy cảnh tượng cực kỳ dữ dằn. Đại Bồ Tát được quần hỏi: Là cảnh gì? Thưa Thế Tôn, Đức Thế Tôn bám thấy đồng mình bị chém. Giờ quần lúc ấy Bồ Tát mới phát tâm cũng không sợ hãi. Vì sao?
Lúc ấy nghĩ rằng tham sân si ta chặn lìa, luân hồi sáu cõi ta chiến thắng cả, Bồ Tát mới phát tâm sẽ không bao giờ vào cõi địa ngục ngạ quỷ súng sinh A Tô La trời rồng, mà chỉ sinh vào cõi bậc thanh tịnh dược quân trong tương lai. Ở một thời về sau, nếu có ai có niệm Bồ Đề, phải nên thấy người ấy mang đại nguyện dược quân mặt mà dù người ấy sẽ bị trách móc kinh rẻ dược quân, khi ấy Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, không được sinh tâm buồn nản. Sẵn dường dược quân tránh phát Như Lai dạy nhiều vô kể, cả trăm ngàn lần vô số kiếp Như Lai siêng tu vạn hạnh. Dược quân việc có làm Như Lai đều làm cả, không bị tiền tài thế lực, không bị miên tàu hạnh phúc thế gian, cũng không bị thần thông. Dược quân việc có làm Như Lai gánh hết, chỉ để hiểu được chân tướng của thực tại, trước khi được nghe chánh pháp sằng hà tha. Như Lai không được quả vô thượng Bồ Đề, ngay lúc được nghe chánh pháp sằng hà tha, Như Lai đạt vô thượng Bồ Đề. Vậy ông phải biết chánh pháp sằng hà tha là pháp cực kỳ sâu xa vi diệu. Dược quân cho dù cả trăm ngàn lần bỏ vô số kiếp cúng hiến mà được nghe chánh pháp sằng hà tha, dược quân Như Lai sắc thế là điều cực kỳ hiếm hoi. Người thọ chỉ chánh pháp sằng hà tha cũng cực kỳ hiếm hoi. Tất cả ai được nghe chánh pháp này sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Dược quân người ấy trong trăm ngàn kiếp sẽ vượt thoát luân hồi, sẽ sinh vào cõi Phật thanh tịnh, sẽ được đủ khả năng biết rõ các pháp diệt và đạo, biết rõ cội nguồn của chánh pháp, biết rõ thiện xứ, biết rõ là trọng chứng thiện xứ, biết rõ thiện xứ và pháp diệt cả diệt của thiện xứ. Dược quân âm có biết nói diệt là nghĩa gì? Đại Bồ Tát Dược quân đáp: Thưa Thế Tôn, diệt chính là pháp xứ. Thế Tôn lại hỏi: Pháp xứ là gì? Đại Bồ Tát Dược Quân đáp: Thưa Thế Tôn, pháp xứ là tinh tấn, trì giới và giới hạnh đầy đủ, như vậy gọi là pháp lạc. Còn pháp từ co thằng chánh pháp này mà khởi sinh. Đức Thế Tôn nói hay lắm. Dược Quân ông rất Như Lai đáp: Được nghĩa này thật là hay lắm. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì các đấng Như Lai xuất hiện cõi thế? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, người nào biết về kho tàng trí tuệ thì sẽ biết tướng nghiệp của Như Lai. Biết được tướng nghiệp của Như Lai thì biết tướng nghiệp của Như Lai là nơi an lạc thắng diệu. Rồi khi Như Lai xuất hiện cõi thế, người ấy sẽ tâm đạt ác pháp, nhờ khéo léo phương tiện mà biết rõ mọi thế gian và xuất thế gian, biết rõ về trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, được trí tuệ rồi làm sao chứng niết bàn? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, biết chân tướng của pháp thì biết được niết bàn. Dược Quân tương tự như vậy, biết được chánh pháp trong dạng tinh quý nhất thì chứng ngộ đầu tiên tự sinh, gìn giữ chánh pháp trong tâm đúng như được nghe thì thu nhất được chánh pháp. Dược Quân giống như một tướng gia đi xa làm giàu, thu góp vàng bạc của người và của mình được ngàn nén vàng. Trước khi lên đời, cha mẹ dặn dò con yêu quý mang vàng bạc của mình và của người nhiều những ngàn nén, phải thận trọng đừng để tất thoát uổng phí, đi kiếm được nhiều lợi phải giữ vàng cho cẩn thận. Đó là món lợi lớn của chúng ta, cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc. Người con đáp: Con sẽ cẩn thận rồi mang vàng lên đường. Tướng gia mang vàng lên đường, xưa đầy tháng số vàng đã phẩm bất phẩm cung ký, một nén cũng không còn. Người ấy buồn đầu lo nghĩ, trái tim đau nhức bởi mũi tên sầu muộn, quá lo lắng xấu hổ, người ấy không tìm về lại nhà. Cha mẹ ở nhà nghe tin, trái tim đau nhức tuyệt vọng, họ khóc bạc bã, xe áo xe quần, nói rằng thằng con bất hiếu, vì nó cả nhà bị bà này đã không làm được gì cho cha mẹ, lại còn biến tất cả thành kẻ tôi đòi.
cha mẹ người ấy vì quá sầu khổ tuyệt vọng nên qua đời. Người con cũng vì quá sầu khổ tuyệt vọng mà qua đời. Giờ quân tương tự như vậy, mặc dù Như Lai đã có lời giải thích nhưng đám người kia không tin lời Như Lai, đến nỗi tự mình tách lìa tránh mình ra khỏi ngọc khó tránh pháp tuyệt vọng mà tìm tới cái chết. Khi lìa đời trái tim đau nhức bởi mũi tên sầu muộn, cũng như cha mẹ người kia vì ham vọng mà khóc tham vọng vã tâm thần xáo trộn gập gờ. Chỉ vì bằng học của mình và của người tương tự như vậy sự sơn, ai không tin lời Như Lai tâm bất an chịu đủ mọi phiền não thì khi gần kề cái chết quá cứ làm được điều lành đạt được cõi thái sinh tốt đẹp. Nhưng không biết tiếp tục tích lũy thiện nghiệp để nghiệp báo cả hết tâm chìm trong phiền não. Bây giờ thấy cảnh kinh hoàng cõi địa ngục ai súng sinh và thế giới diêm vương, lại nghĩ ai che chở cho tôi để tôi khỏi thấy cảnh địa ngục súng sinh quỷ báo cõi giờ diêm vương để tôi khỏi đau đớn đời đó. Người còn lâm bệnh thần trí mê sảng soi dần vào cõi chết, cha mẹ nói còn yêu của cha mẹ dù đau đớn tật bệnh là điều kinh hãi nhất. Nhưng con ơi đừng sợ, con không thể nào chết, kẻ chết mới sợ bệnh. Con yêu hãy vững tin, cho dù là tật bệnh hay sợ hãi tật bệnh rồi con sẽ thoát cả. Người con đáp thần thức mê mờ, thần thức nhức nhối tứ chi đau đớn, con thấy con đang chết, mắt không thấy, tai không nghe, thần không cảm, tứ chi cũng đau như khúc gỗ vô chi. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe, cái chết vẫn chưa đến đi mẹ. Người mẹ lắm đừng nói như vậy, con yêu con đừng làm mẹ sợ, con chỉ sốt nóng mê sảng đó thôi. Người con nói con không cảm thấy con thân con đang sốt bệnh hay đau, chỉ thấy cái chết bủa vây bức bách. Ai cứu con đây, ai sẽ là người che chở cho con? Cha mẹ bảo rằng con trai yêu ơi, con khổ như vậy chắc là vì thần linh đang giận dữ hay là đến cúng tế để xin họ che chở cho con. Người con nói xin cha mẹ giúp cho con được yên ổn, cha mẹ hãy đi nhanh đến đền thờ cầu khẩn nhanh nhanh. Cha mẹ người ấy đến đền thờ cúng cúng hương bái thần linh cúng hương rồi. Người giữ đền nói thần linh đang nổi giận với các người phải cúng tế đúng phép thì mới được yên, cần phải giết một người để tế mau, con của các người sẽ khổ bệnh. Khi ấy cha mẹ người kia bảo với nhau, phải làm sao bây giờ, chúng ta quá nghèo, nếu thần linh không vui con mình sẽ chết uổng, còn nếu khiến được thần linh vui con mình sẽ được che chở. Tôi thì dù nghèo cũng kiếm ra cho ra được một nạn nhân tế thần bản thân. Họ chạy vội về nhà, có được chút nào họ bán đi cả vét hết tiền bạc, lại đi vay thêm của người hẹn 10 ngày không trả được sẽ đến để đỡ thân trả nợ. Còn đủ vàng họ liền mua một nạn nhân, mua xong nạn nhân ấy vẫn không biết mình sẽ thành vật tế thần. Cha mẹ người kia như cuồng như dại, không về nhà mà đi thẳng đến đền thờ, nói với người giữ đền xin hãy chuẩn bị việc tế thần cho nhanh, rồi tự tay giết nạn nhân kia cướp đi sống của người ấy. Người giữ đền đốt lỡ đền làm đồ cũng bắt đầu lễ tế thần. Lúc mấy thần linh dáng xuôi tay rằng ta sẽ cầu nhận con trai các người. Cha mẹ người ấy vui mừng nhảy nhót nói với nhau, vậy là con mình tai qua nạn khổ, dù chúng ta có phải sống kiếm tôi đòi cũng cam tâm. Nói xong bái tạ thần linh quay trở về nhà, tới nhà thấy con mình đã chết. Cha mẹ đau lòng quá đổ chết ngay tại chỗ giờ quân, cần phải thấy sao dù với người bất tiện tai hại đến như vậy. Đại Bồ Tát Giờ Quân hỏi, thưa Thế Tôn, xin cha con hiểu điều này. Đức Thế Tôn nói, Giờ Quân, ông cứ hỏi. Đại Bồ Tát Giờ Quân nói, thưa Thế Tôn, những người chết kia sinh về đâu? Đức Phật nói, thôi Giờ Quân, ông đừng hỏi việc ấy.
Đại Bồ Tát Dược Quân đáp xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi nói cho chúng con được biết. Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, người mẹ sinh vào địa ngục khắp tàn, người cha sinh vào địa ngục núi nẻ, người con sinh vào địa ngục nóng, người giữ ngôi đền sinh vào địa ngục A Tỷ. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, còn hạ nhân vô tội kia sinh vào cõi nào? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, ông nên biết rằng người vô tội kia được sinh vào cõi trời tam thập tam. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, nhờ nhân gì mà sinh vào cõi trời tam thập tam? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, ông hãy nghe đây, lúc chết lúc bị cướp đi mạng sống, người ấy nảy một niệm tin tưởng vào nơi trong sáng đời Như Lai, nói mấy chữ sau sữ đầy: Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biên trì, Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biên trì. Chỉ một lần thôi, nhờ thiện căn này mà được sinh vào cõi trời ấy, sống an lạc 60 kiếp, biết được việc trong 80 kiếp về trước, sinh ra ở đâu cũng không gặp phiền não, sinh ra là phiền não toàn đi, chúng sinh ấy không thể làm phiền não tận diệt. Nói nghe xong, Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, phải thế nào mới có thể làm cho phiền não tận diệt? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, cần phải tinh tấn vượt bậc. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, phải tinh tấn vượt bậc như thế nào? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, ông hãy nghe đây, tinh tấn là tướng nhận của quả, cái gọi là quả Thu Đà Hoàn là chỗ của hạnh tinh tấn, cái gọi là quả Thư Đà Hàm là chỗ của hạnh tinh tấn, cái gọi là quả A Na Hàm là chỗ hạnh của tinh tấn, cái gọi là quả A La Hán là sự diệt tình diệt của các bậc, A La Hán là chỗ hạnh, là chỗ của hạnh tinh tấn, cái gọi là quả độc giác là và trí tuệ của bậc độc giác là chỗ của hạnh tinh tấn, cái gọi là quả Bồ Tát là đại giác ngộ là chỗ của hạnh tinh tấn. Dược Quân, tất cả những điều nói trên đều được gọi là chỗ của hạnh tinh tấn. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi: Thưa Thế Tôn, Tu Đà Hoàn và quả Tu Đà Hoàn có tướng hiện như thế nào? Đức Thế Tôn nói: Dược Quân, ví như có người trồng cây, vừa trồng xuống cây đã đâm chồi chảy chỉa nhánh xung xuê, nội một ngày dễ sâu được một to tuần. Lại cũng có người trồng cây, khi trồng gặp gió lớn, cây chẳng lên được chồi xanh nào, người ấy vững cây đi, người kia thấy vậy lên tiếng: Vì sao ông đào đất của tôi? Trong lúc cả hai đang giằng co với nhau, là vua đi ngang thấy có trận cãi vã, liền bảo quần thần gọi hai người ấy lên đây cho ta. Quần thần vâng thưa, chạy nhanh đến nói đại vương truyền gọi hai ông. Nghe vậy, một người hoảng hốt sợ sệt, còn một người vẫn điềm tĩnh an nhiên. Cả hai đến trước mặt vua hỏi: Vì cớ gì hai người giằng co cãi vã với nhau? Một trong hai người đứng lên: Thưa đại vương, tôi không có ruộng vườn, chỉ mượn được một mảnh đất này trồng cây, trồng một ngày cây đâm hoa kết trái nửa sống nửa chín. Ngày đó người kia cũng đến trồng cây, nhưng trong khi trồng gặp gió lớn, cây không thể đâm rồi. Thưa đại vương, rễ cây của người ấy không sâu đủ một to tuần, vì vậy người ấy không vui đến kiến triển sinh sự với tôi, nói rằng tất cả đều là lỗi của tôi, xin lại cho tôi hoàn toàn không có lỗi. Khi ấy nhà vua triệu tầm 30 triệu quần thần, phán rằng: Các ông nói đi. Quần thần thưa: Tâu đại vương, nói điều gì? Vua đáp: Các ông có bao giờ từng nghe có ai trồng cây mà trong một ngày mọc lên đủ cành đủ lá, hoa trái sung xuê, nửa sống nửa chín? Các ông nói thử xem có thể có chuyện như vậy được hay không? Quần thần đứng dậy tâu rằng: Tâu đại vương, chuyện này là phép lạ, chúng tôi không thể biết chắc được.
Phải hỏi người kia khi em nhà vừa quay ra hỏi người kia lời người nói lúc nãy có thật không. Người ấy đáp tâu đại vương toàn là sự thật. Vừa nói ta chưa từng nghe ba chuyện lạ như vậy. Người nói rằng cây trầm một ngày đâm mà cái trái thật là chuyện khó tin. Người ấy chấm tay đáp nếu đại vương công tin xin cứ hay đến đó đến thần đồng tử. Vua bèn ra lệnh nhốt hai người kia vào một vụ mình dẫn 30 triệu quần cầm ra mảnh đất nọ lấy cây trồng tử cây không nảy mầm không ra lá chẳng đâm mà không kết trái. Vua nổi giận truyền lệnh mang dìu lại ra đây quần thần đưa dìu lại. Vua hạ lệnh đốn ngã gốc cây súng dê hoa trái của người kia trồng. Thân cây ngã xuống 12 cây khác mọc lên. Vua bảo lại chặt 12 cây ngã xuống 24 cây khác lại mọc với đầy đủ gốc rễ hoa trái trổn xanh mơn mởn lấp lánh bảy thứ châu ngọc quý giá. Trên cây xuất hiện 24 con chim màu vàng cánh ngọc âm thanh trong suốt. Vua thấy vậy lại càng tức tối tự mình đưa, tự tay đưa dìu bổ xuống gốc cây dìu bập bảo thân cây nước cam lộ tuôn ra. Bấy giờ nhà vua cảm thấy bất an trần lạnh thả hai người kia ra khỏi ngục. Quần thần a lang tức tốc chạy về ngục dẫn hai người đến gặp vua. Vua bấy giờ lên tiếng hỏi người trồng thứ cây gì mà cứ đốn xuống thì lại mọc lên gấp bội thành những 24 cây trong khi cây của ta chẳng ra mầm sổ lá cũng chẳng làm chết kết trái được mà. Người kia thưa rằng vì công đức người trồng không giống nhau. Quần thần nghe xong quỳ cả hai chân nói với người kia ông mới xứng đáng là vua trị nước, vua trước không xứng đáng. Người kia bây giờ nói phước báu đế vương tôi chẳng mong cầu cũng không mong cầu tiền tài của cải chỉ tin nơi Phật nguyện trở thành bậc công quý nhất trong các loài hai chân nguyện đến được nơi Như Lai trú ở thanh tịnh niết bàn nguyện đem chánh pháp viết cho các âm cùng đến niết bàn. Người ấy xếp chân theo thế hòa sen và thú nhận rằng trong thời quá khứ tôi phạm ác nghiệp nên nay bị nhốt vào ngục của vua. Bây giờ lại đây phát tâm bồ đề nghiệp tan nghiệp nguyện tan nghiệp cũ. Lúc ấy 24 triệu con chim lúc ấy 24 triệu con chim mỏ ngọc kim cương dưỡng lên âm thanh trong bắc lại có 32.000 tòa lầu hiện ra mỗi tòa rộng 25 do tuần với 25 triệu con chim mỏ vàng màu vàng mặt vàng cất tiếng người nói rằng đại vương chặt cây gây quả ác 24 cây trong số 100 triệu cây mọc sừng sững trước mặt đại vương. Vì việc làm bất tiện này mà đại vương sẽ gặp quả bất thiện. Đại vương có biết người trồng cây ấy là ai chăng? Vua rằng tôi thật không biết, xin nói tôi nghe. Người trồng cây ấy đích thật là ai, xin đáp. Người ấy sẽ là ngọn nền thế giới xuất hiện cõi dần, làm người dẫn dắt toàn thể chúng sinh ra khỏi ràng buộc sinh tử luân hồi. Vua hỏi vậy còn người kia trồng cây không mọc đã làm những gì trong thời quá khứ, xin giải thích tôi xin được nghe chăng? Xin đáp đề bà lạc đa là tên người ấy không chút căn lành lấy gì cây mọc. Ngày lúc ấy 30 triệu quần thần nghe chánh pháp này đồng loạt chứng quả thập địa được trí huệ trong suốt. Còn nhà vua ăn trụ thập địa rồi thành tựu thiện pháp. Bồ Tát Dược Quân nghe Đức Thế Tôn kể xong hỏi rằng thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà 32 triệu quần thần đạt được trí huệ trong suốt? An trụ thập địa Đức Thế Tôn đáp Dược Quân, ông hãy nghe Như Lai giải thích. Bây giờ Đức Thế Tôn mỉm cười từ miệng phóng ra 84 bản tia sáng lớn đủ cả trăm ngàn vạn sắc màu xen lẫn xanh vàng đỏ trắng tia và lề bảng chiếu sáng rực rỡ thế giới bồ đề vô biên. Rồi về
lại thành đức thế tôn vòng quanh ba vòng theo chiều bên phải rồi tan biến vào đỉnh đầu của Phật. Lúc ấy đại bồ tát giở quần từ chỗ ngồi đứng dậy bắt một bạt ai vạt áo lên vai gối bên phải quỳ xuống chắn đất chắn tay cùng kính hướng về đứng thế tôn mà nói thưa thế tôn vì lý do gì thế tôn mỉm cười không phải vô cớ mà bậc Như Lai ứng cúng chính biến thì lại mỉm cười. Đức Thế Tôn nói rằng quần ông có thấy vô số từ bốn phương đang về đây tụ họp không? Đại bồ tát rập quần đáp từng thưa không, còn không thấy. Đức Thế Tôn nói vậy ông nhìn lại cho kỹ nhiều vô số cùng tận. Bấy giờ đại bồ tát rửa quần quan sát kỹ lưỡng thấy vườn đồng có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu tần người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Phương Nam có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu tân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Phương Tây có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu tân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không cho chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Phương Bắc có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trong đó có 25.000 triệu tân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không cho chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Không gian phía dưới có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu tân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Không gian phía trên có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu người tân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Đại bồ tát giật quần mới thừa đứng thế tồn thừa Như Lai ứng cúng chánh biến thì xin cho con hỏi một điều. Đức Thế Tôn đáp ông có điều gì thắc mắc cứ hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà trả lời tất cả. Đại bồ tát dược quân hỏi thưa Thế Tôn, vì sao vô số tận người như vậy từ bốn phương kéo đến và ngồi lại về đây, vì sao ở giữa không gian phía trên và phía dưới lại có 50.000 triệu người kéo đến và ngồi lại, thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì dân gì mà có việc như vậy? Đức Thế Tôn đáp giả quân ông ấy tự mình đến thăm các đấng Như Lai trong 10 phương thế giới hỏi xem những tận người này đến từ cõi nào. Đại bồ tát giả quân hỏi thưa Thế Tôn, con dùng thần lực nào để đi, thần lực của Như Lai hay thần lực của chính mình? Đức Thế Tôn đáp giả quân ông hãy đi bằng thần lực của chính mình. Đại bồ tát giật quân nghe xong theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn đi quanh ba vòng rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy. Sau khi đi qua hơn 96 triệu thế giới, đại bồ tát giật quân đi đến thế giới tên là Nguyệt Đăng, vị Như Lai ứng cúng chánh biến trì của cõi ấy tên là Nguyệt Tượng Cảnh Giới. Như Lai Nguyệt Tượng Cảnh Giới đang thuyết pháp cho 80.000 triệu đại bồ tát. Khi ấy đại bồ tát giờ quân tới cõi Nguyệt Đăng, đến bên bản mang đỉnh đầu lại ngang chân Đức Thế Tôn. Nguyệt Tượng Cảnh Giới bậc Như Lai ứng cúng chánh biến trì rồi đứng dậy chắp tay cùng kính hướng về Đức Thế Tôn nói rằng thưa Thế Tôn, con cũng từ cõi Phật ở Đức Thế Tôn đến Ca Mâu Ni Như Lai tại cõi xa và đã vượt 96.000 triệu thế giới để đến đây, không nơi nào con thấy được nhiều tân người như con đã thấy ở cõi ấy thưa Đức Thế Tôn. Vì nguyên do gì trong pháp bộ của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai tại cõi Sa Bà lại có nhiều thân người từ 10 phương về tụ họp đông đảo như vậy?
còn chưa từng thấy số lượng thân người nhiều như số lượng thân người đàn chú ở cõi ta bà. Đức Thế Tôn nguyện thượng cảnh giới đáp dược vân ngày chính đời ấy họ tưởng lang thang và ở lại đại Bồ Tát Dược Quân hỏi thưa Thế Tôn vì sao lại như vậy. Đức Thế Tôn đáp họ từ cây gỗ bồ chi sinh ra. Đại Bồ Tát Dược Quân nói con chưa từng nghe nói có chúng sinh nào lại được lại từ cây gỗ bồ chi sinh ra. Đức Thế Tôn đáp Dược Quân ông chưa từng nghe nói tại sao. Đại Bồ Tát Dược Quân đáp thưa Thế Tôn con chưa từng được nghe qua chưa từng được thấy. Đức Thế Tôn đáp Dược Quân ông muốn thấy không Như Lai sẽ chỉ cho ông thấy. Dược Quân được thưa Thế Tôn con rất muốn thưa tiện đệ con rất muốn. Bây giờ Đức Thế Tôn nguyện tượng cảnh giới Như Lai duỗi cánh tay từ cánh tay vịnh Phật sinh ra 100.000 triệu thân người mỗi thân người duỗi ra 100 cánh tay giải các loại hương hoa hương xoa cũng giải Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nguyện tượng cảnh giới Như Lai hỏi Đại Bồ Tát Dược Quân ông bây giờ thấy được chưa. Dược Quân có thấy thân người đang giải hương hoa hương xoa cũng giải Như Lai. Đại Bồ Tát Dược Quân đáp thưa Thế Tôn con có thấy thưa thiện thể con có thấy. Đức Thế Tôn dạy thế đó thân người vô tri hiện ra thế đó con người vô tri hiện ra 100 triệu thân người mỗi thân người duỗi ra 100 cánh tay và đều rơi đọa. Đại Bồ Tát Dược Quân nói thưa Thế Tôn vì sao lại như vậy. Thưa thiện đệ vì sao trong cánh tay và trong khoảnh khắc có thể rơi đọa như vậy. Thưa Thế Tôn cũng giải với hàng trăm cánh tay mà vẫn chưa giải thoát vậy. Người chỉ có hai tay giải thoát được còn hiếm đến mức nào. Đức Thế Tôn đáp ông nói đúng lắm Dược Quân tương tự như vậy. Thân người vô tri sinh vô tri diệt nhưng Dược Quân ông nên biết xác thân này là vật vô tri như bọc như huyễn. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi thưa Thế Tôn thân người ấy có phải cũng có kẻ ít tuổi có kẻ nhiều tuổi. Đức Thế Tôn đáp đúng vậy Dược Quân có kẻ ít tuổi có kẻ nhiều tuổi. Đại Bồ Tát Dược Quân lại hỏi thưa Thế Tôn vậy ai là kẻ ít tuổi ai là kẻ nhiều tuổi. Đức Thế Tôn đáp những kẻ ông vừa thấy rơi đoạn đó là kẻ nhiều tuổi còn những người do cây sinh ra là kẻ ít tuổi. Đại Bồ Tát Dược Quân nói xin Thế Tôn cho con được gặp những người ít tuổi. Bây giờ Đức Thế Tôn nguyện thượng cảnh giới đưa bàn tay phải ra từ mười phương 100.000 triệu thân người tụ họp lại từ không gian phía trên và phía dưới 50 triệu thân người tụ họp lại tất cả đều không quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn cũng không thưa gửi chỉ đứng im lặng. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Quân nói thưa Thế Tôn vì sao những người này không nói năng mà chỉ đứng im lặng. Đức Thế Tôn đáp Dược Quân ông không biết sao cõi này là cõi vô tri không nói cũng không hiểu chánh pháp. Vì sao Dược Quân có những người ít tuổi trong pháp bộ này mà không biết sanh không hiểu diệt. Dù có thấy khổ não lớn làm như già bệnh sầu muộn khóc than yêu phải xa ghét phải gần chết và chết không đúng kỳ họ vẫn không xúc động không chán ngán. Vậy họ lấy gì để hiểu Dược Quân họ là những người cần được giáo hóa luôn luôn. Nghe xong Đại Bồ Tát Dược Quân nói thưa Thế Tôn vậy những kẻ ít tuổi không biết chánh pháp ấy họ đến từ đâu đi về đâu họ tái sinh về cõi nào. Đức Thế Tôn đáp Dược Quân ông hãy nghe đây thân người họ không phải là sản phẩm của thợ vàng thợ làm thợ mật cũng không phải do thợ thủ công nắn đất mà thành thân ấy cũng không phải vì sợ vua mà hiện ra thân ấy do nghiệp mà thành từ phối hợp nam nữ sinh
ra kiếp này sang kiếp khác họ được dạy nhiều tiểu xảo, gặp lắm nỗi đau bén nhọn triển miên, toàn là kết quả của ác nghiệp đã làm trong quá khứ. Giờ quần ở cõi này những kẻ ít tuổi chưa tỉnh thức sẽ phải chịu nhiều nỗi đau khổ như vậy. Vì lý do ấy họ không nói năng trò chuyện, họ không nói lời nào cả. Giờ quần những người ít tuổi này không biết điều lành, không biết sinh, không biết diệt, nên sẽ không đạt được thân người. Giờ quần những người như vậy được gọi là người ít tuổi. Đại Bồ Tát Giờ Quân lại hỏi: Thưa Thế Tôn, vậy người ít tuổi sinh ra như thế nào, chết đi ra sao? Đức Thế Tôn đáp: Giờ Quân giống như người cầm củi đưa vào trong lửa, củi sẽ bắt lửa cháy sáng. Thân thể con người cũng tương tự như vậy, đồng duyên sinh vào thân người, sau khi sinh thì có cảm xúc. Đại Bồ Tát Giờ Quân hỏi: Ở đây ai là người có sự sinh toàn hảo, ai là người đã đạt đại niết bàn? Thế Tôn đáp: Giờ Quân đúng như ông hỏi, vâng, là có sự sinh toàn hảo, Như Lai đã đạt đại niết bàn. Vì như có người bị vua nhốt vào hầm tối, vào hầm rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối thẳng, lại có người khi xưa đã từng chịu nhiều khổ não, này thấy người này bị đưa vào chỗ tối, nghĩ rằng người này chưa từng trải qua cảnh tối tăm như vậy, chắc chắn không thể thích nghi, ai chết mất thôi. Nghĩ vậy mới đốt một ngọn lửa phía sau nhà để khích lệ an ủi khi người đang bị nhốt. Không ngờ ngọn lửa tỉnh cỡ bốc lớn, lan rộng cả tòa nhà, bốc cháy thiêu chết người. Nhà vua nghe tin có người chết trong lòng xốn xang, nghĩ rằng từ nay ta sẽ tôi không nhốt người vào hầm tối, rồi nói với người trong vương quốc: Các người đừng sợ hãi, rồi các người sẽ được bình an. Từ nay về sau sẽ không còn ai đánh đập nhốt các người vào hầm tối, ta sẽ không làm hại mạng sống của các người, không cần phải sợ hãi nữa. Giờ Quân tương tự như vậy, Như Lai là người đốt tan mọi phiền não, chữa lành mọi bệnh khổ. Như người kia vào nhà cháy tân cũng cháy, vì bình an phúc lạc của chúng sinh mà giải thoát tất cả ra khỏi vòng tù tội. Như Lai cũng vậy, xả bỏ mọi ô nhiễm tham sân si, xuất hiện trong cõi thế như ngọn đèn soi sáng chúng sinh, giải thoát tất cả ra khỏi địa ngục, ra khỏi thân xúc sinh quỷ đói Atula. Chúng sinh ít tuổi hay nhiều tuổi, Như Lai đều giải thoát cả. Khi ấy trên không giải xuống âm thanh hát bài kể: Dụng phước cực tuyệt hảo, dụng phước tôi thắng đã kéo bày mở, hạt giống gieo vào không bị mất đi. Dụng phước Phật Đà, cõi vật thanh tịnh khai mở, chánh pháp của lẫn đại hùng đạo sư vận dụng, kho tàng trí tuệ độ dẫn chúng sinh vào cõi niết bàn, xuất hiện cõi thế an lạc, cõi trần thanh tịnh, cõi Phật. Những người nhiều tuổi cùng người ít tuổi trong toàn ba cõi đều được cứu thoát ra khỏi luân hồi. Phật đóng tất cả cửa vào địa ngục, cửa vào súc sinh, cửa vào ngạ quỷ, nhờ đó thế gian cùng cõi sắc thế đều được thanh tịnh. Lúc ấy Đức Như Lai nguyệt thượng cảnh giới mỉm miệng cười nói rằng: Lành thay, thấy được bậc tối thắng, lành thay thấy được đấng Phật Đà, lành thay phước điền diệu pháp, lành thay tăng già hòa hợp, lành thay chánh pháp sáng hào được tuyên tiết là nơi tận diệt của ác pháp. Ai nghe được pháp này sẽ thành tựu đường tu tối thượng. Khi ấy Đại Bồ Tát Giờ Quân chắp tay cùng kính hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm miệng cười? Đức Thế Tôn đáp: Giờ Quân thiện nam tử, ông có thấy những người ít tuổi kia không? Đại Bồ Tát Giờ Quân đáp: Thưa Thế Tôn, con có thấy. Thưa thiện thể, con có thấy. Đức Thế Tôn nói: Giờ Quân, ngày hôm nay tất cả những người ấy sẽ thành tựu thập địa Bồ Tát,
Khi ấy Đại Bồ Tát giở quân bay lên không trung, cao 80 ngàn to thần lại có 80 ngàn triệu thiên tử mưa xuống. Những đá hoa rực rỡ cũng giảng Đức Thế Tôn thấy Đại Bồ Tát giở quân. Những người ít tuổi trong tay để lễ, khi ấy Đại Bồ Tát giở quân đứng trong không trung vận dụng âm thanh lớn. Xót ảo tam thiên đại thiên thế giới, chúng sinh trong 32 địa ngục lớn đều nghe, chúng sinh 32 tầng trời đều nghe. Tam thiên đại thiên thế giới chấn động 6 cách, 84 ngàn long vương tận đáy đại dương cũng nghe rung chuyển. 30 ngàn triệu la sát lũ lượt kéo về, 25 ngàn triệu quỷ đói giảng xoa la sát từ vương quốc A La Ca Pa Ti kéo về trước mặt Đức Thế Tôn. Nguyệt thượng cảnh giới tụ họp đông đảo, khi ấy Đức Thế Tôn nói pháp cho những người ít tuổi và 100 triệu Bồ Tát từ các thế giới mười phương cùng dùng thần lực kéo đến dự hội. Khi ấy Đại Bồ Tát giở quân chắp tay cùng kính hướng về Đức Thế Tôn nói rằng: Thưa Thế Tôn, rất nhiều Đại Bồ Tát đều đến tụ họp đông đảo. Thưa Như Lai, các loài trời thần rồng cũng đến tụ họp đông đảo. Lại có rất nhiều giả xa la sát bị đói đến từ thế giới A Đà Ca Ba Thì cùng về tụ họp đông đảo mong được nghe pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Giới Quân Thiện Nam Tử: Ông ấy về lại đây. Đại Bồ Tát Giới Quân dùng thần lực trở xuống từ tầng không chắp tay kính hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: Tập hợp chánh pháp, thưa Thế Tôn, con được nghe nói về tập hợp chánh pháp. Vậy xin Thế Tôn cho con hỏi tập hợp chánh pháp nghĩa là gì? Đức Thế Tôn bán Thiện Nam Tử: Khi nào có người tu bạc hạnh thì gọi là tập hợp chánh pháp. Vì đắng tu bạc hạnh nên chánh điều bất thiện ông có thấy. Thiện Nam Tử: Những người ít tuổi kia việc gì cũng không thích hợp với bạc hạnh họ đều không làm. Họ sẽ nắm được năng lực tổng thì sẽ tu nhân được bạc pháp. Đại Bồ Tát Giở Quân lại hỏi: Thưa Thế Tôn, nhờ đâu mà đông đảo chúng sinh về tụ hội nơi đây để nghe nói về tập hợp chánh pháp? Đức Thế Tôn nói: Giở Quân, có rất nhiều chúng sinh không biết rằng sinh chính là khổ, não chính là khổ, bệnh chính là khổ, rằng sầu đau là khổ, khóc than là khổ, thương mà phải xa là khổ, ghét mà phải gần là khổ, rồi sau biết bao nhiêu khổ đau như vậy. Cái chết đến cơm thì thân thể và tính mạng giật quân, tất cả điều ấy đều gọi là khổ. Nhưng có nhiều chúng sinh đối với ý nghĩa khổ đau này là không nghe, không biết. Người ít tuổi trong pháp bồ nghe Đức Phật dạy, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn hỏi rằng: Thưa Thế Tôn, phải chăng chúng con cũng sẽ chết? Đức Thế Tôn nói: Đúng vậy, Thiện Nam Tử, tất cả chúng sinh đều sẽ chết. Phật lại hỏi: Thưa Thế Tôn, cái chết đến như thế nào? Đức Thế Tôn đáp: Thiện Nam Tử, ngay lúc chết đến sát na cuối cùng của tâm thức có ba luồng khí mang tên gọi là kiến thức tận diệt, kiến thức sao động và kiến thức tán loạn. Thiện Nam Tử vào lúc mạng chung, ba loại khí này sẽ khiến thần thức cuối cùng xáo trộn, sao động và tán loạn. Họ lại hỏi: Thưa Thế Tôn, vào lúc mạng chung có ba loại khí khiến thân thể hư hoại, ba loại khí ấy là gì? Đức Thế Tôn nói: Khiến cho thân thể hư hoại có ba thứ gọi là vũ khí, hấp dẫn và thương tổn. Họ lại hỏi: Thưa Thế Tôn, cái gọi là thân thể thật ra là gì? Đức Thế Tôn nói: Thân còn được gọi là bốc sáng, là lửa cháy, là đầm rãi, là phun ở, là viếng nghĩa trang, là ngu muội, là gánh nặng, là khổ vì sinh, là độc vì sinh, là khổ não vì sinh lực, là mang lại cái chết và lìa người thân thương. Và những sự như vậy đều tên gọi là thân. Họ lại hỏi: Thế nào là sống, thế nào là chết? Đức Thế Tôn đáp: Này những người sống lâu, các ông nên biết thần thức
tức chết. Còn nghiệp trưởng ổn, cái gọi lại là thân gắn liền với hàng triệu gân mạch, 84.000 lỗ chân lông, 12.000 chi bả ơn, 360 đốt xương, lại có 84.000 loại ký sinh trùng sống bên trong thân thể, tất cả đều sẽ chết, đều đoạn diệt. Thì con người chết đi thì các loài trùng đều không còn hy vọng, vì chúng kích độc quay ra nhai nuốt lẫn nhau nên khí trong thân thể bị xáo trộn. Vì vậy mà chúng phải chịu khổ não lớn lao, hoặc khổ vì con trai, hoặc khổ vì con gái, hoặc khổ vì chồng vì vợ. Tất cả các sinh vật này đều bị mũi tên phiền muộn đông tổng nhai nuốt lẫn nhau cho đến khi chết hết. Chỉ còn lại hai con lại tranh đấu với nhau cho đến 7 ngày, sau 7 ngày một con chết một con hoãn. Này người sống lâu, nếu các ông tự hỏi cái gì gọi là pháp, các ông nghĩ sao? Cũng giống như loài trùng kia tranh đấu nhai nuốt lẫn nhau cho đến chết. Chúng sinh phản hồ mê mọi cũng vậy, luôn tranh chấp chen giết nhau, chẳng biết sợ sinh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, cũng như loài con trùng kia đánh giết lẫn nhau. Chúng sinh phản hồ mê muội cũng vậy, đánh giết lẫn nhau đến khi mạng chung. Có thiện chi đức đến hỏi này đạo hữu, ông đặt lòng tim của mình và ở đâu, có biết sinh là khổ nạn, có biết lão là khổ nạn, có biết bệnh là khổ nạn, có biết tử là khổ nạn. Người phàm phu đáp, tôi đã thấy và biết sinh lão bệnh tử là khổ. Thiện chi đức lại hỏi, vậy tại sao không từng cấy trồng gốc rễ điều lành, sao không từng cấy trồng thiện căn tập hợp chánh pháp để đến với hạnh phúc của cả hai thế giới? Đạo hữu cho chúng tôi hỏi thêm lần nữa, sao không tích tụ công đức để vượt thoát sinh tử, sao không tìm hiểu đâu là nơi mình cần hướng tâm về, sao không nghe tiếng trong đại pháp gióng lên trên toàn cõi thế, sao không thấy việc cây trồng hạt lành nơi ruộng phước như lai, rằng các món hương thơm bỏng hoa bỏng đèn, sao không thấy việc cúng dường ẩm thực cho như lai, cho bốn chúng thành tịnh tỷ theo ni, yêu bà đắc yêu bà di đang dốc lòng tu học bận pháp. Cứ như vậy họ nói lời lợi ích cho người sắp chết này, vua sao không làm được việc thiện nhỏ nhoi nào? Này người sinh vào khói diêm phủ này, sao không chỉ toàn việc bất thiện? Lúc ấy vị đại pháp vương nói lời kể khích lệ người sắp chết gặp Như Lai dẫn thế, nghe chúng pháp quảng đại, nhận kho thàn diệu pháp, mở niết bàn an lạc, đoạn được thiện duyên này, sao vẫn chưa tinh thần? Người ấy đáp rằng, tâm tôi vốn mê muội, lại không gặp bạn hiền, nên chữa mầm ô nhiễm tâm vướng đầy tham ái, tạo lắm nghiệp chẳng lành, giết lại nhiều chúng sinh, phá chúng tăng hòa hợp, trong tâm lý chất mã, đập phá pháp, cùng thừa từng nói lời chỉ bán, làm phiền lòng cha mẹ. Này những nghiệp đã tạo, tôi thấy rõ tất cả, tôi thấy tôi sinh vào cõi địa ngục nào kiếu, vào địa ngục trúng hợp, chịu đau đớn tôn cùng, rồi vào ngục đại nhiệt, rồi chìm cõi vô thắng, đào thép cõi đại liên, sợ hãi cõi hoắc hẳn trăm hàng trăm lần chưa hết. Chúng sinh cõi địa ngục bị lôi xuống công mừng, nên cứ hoài sợ hãi, rơi trong hàn do tầm sâu tầm trong nỗi sợ, ở như tuột vào lòng béo không tìm được lối ra, hàng trăm ngàn dao gươm bén, trong cõi ngục binh đao, trăm ngàn lần vô số dùng gươm và núi đao,
thân mình đứt đoạn vì nghiệp cảm thành lại có cơn bão lớn sông sống tùng thân thể lên sống toàn không kể thiết chúng sinh là cũng thấy thân tôi đầy đớn đau gốc tài sản người khác giữ hết làm của mình lại chẳng từng cho ai giữ con trai con gái giữ cha mẹ anh em giữ thân nhân bằng hữu giữ gia đình đô thị giữ ngựa và súng vận tôi lạc lối lầm đường xa đọa cảnh dô sang mang bạc bản châu báu gống góc cùng ngọc ngà xây lầu thành uy nga người ra vào tấp nập nhạc du dương công dẫn tham nắm cùng ấm thanh thân mình tẩm ước nước thơm chẳng từng nghe thỏa mãn ôi thân thể tham lam vì thân mà lầm lạc chẳng bảo nơi nương tựa bây giờ và tương lai gặp bão lớn nổi lên thân sắp tung từng mảnh lưới quen đến vị ngọn trên đầu quên quen kết là mắt mê mờ sắc đẹp không thể nương dựa vào mắt này đã nhiều lần là nhân tạo nghiệp nữ cũng như các nghiệp nữ vì tai mà sinh ra cánh tay mang vòng quý nhẫn đeo đầy ngón tay cổ lấp lánh ngọc trai trang sức nặng hai chân vòng vàng quanh mắt cá toàn thân phủ ngọc hà đủ chuỗi vàng ngọc vàng vòng bạc hưởng cô tận dầu sang tâm khoái lạc đam mê quen cảm giác âm êm du tham nắm cùng lụa là tham thảm đẹp với trăng êm nuôi thân trong xa xỉ tầm thân bảo nước quý sông nước đủ loại hương trầm hương cùng trên đàn không gian bồi tỏa hát xả hương hương hoa xa khí xa tầm cả thân mình y phục hoàn lụa mịn thắng thành kiết tình nguyện bước xuống từng từ lưng bùa lại bước lên lưng ngựa tôi thấy tôi tôn quý như một vị đại vương những con người tầm thường gặp tôi là trốn dậy quanh tôi đầy mỹ nữ múa hát tập du dương xúc vật kia vô hại tôi săn giết công sửa làm đủ điều bất việt không biết chuyện đời sau nhai nuốt thì chúng sinh gây nghiệp nên như vậy tự tạo lắm khổ đau không biết chết là gì quá đuông chiều bản thân bây giờ chết đã đến chẳng còn ai che chở này người thân của tôi sao nhìn tôi như thế vì sao à xé áo y không tan thật ảo não bưng tóc rồi đấm ngực dãi bụi dơ lên đầu tôi sống đời vô ích cảnh sống gia đình này lẽ ra phải từ bỏ sao các người vẫn còn gắng mà buộc thêm vào thân này rồi cầm thú loại sói cho quả chim rồi tha hồ rỉa rói luôn chiếu thân thể này thật đã quá của ông dẫn diệt tận đeo đuổi nên vẫn tái sinh lại muốn thoát nỗi sợ này phải tìm cho đúng quân thầy thế gian cho thuốc chẳng thể chữa nọc tham đứng trước thềm sinh tử chỉ chánh pháp là cần đừng đưa tôi chịu thịt đừng nuông chiều thân tôi thân này rồi hoại diệt tốn công thêm làm gì tích lũy thêm nghiệp ác có giúp được gì đâu quá nuông chiều bản thân mà thân rồi sẽ diệt này con trai con gái sao đưa mắt nhìn cha con mong trái bệnh phẩm được lợi ích gì đừng khóc than vô ích hãy nghe kỹ lời cha đừng gây thêm nhiễu hại vì cha lo cho con đã cướp nhiều tiền của nay trước thềm sinh tử tuyệt vọng ôi vô bờ cõi sinh là cõi sợ cõi tử là cõi đau cha cảm được pháp xung cùng pháp tưởng họ hành do hái thủ làm nhân kẻ thảm vô trôi lạc hái quả phiền não sinh vào nhà bất tiện vướng kẹp trong cổ đau tưởng công đức không đáng gây hại lớn cho người xoay lưng với chánh pháp giới hạnh và bố thí ta đều không làm được lại không hiểu rằng sinh chính là do nghiệp ái nập độc của dẫn tham vướng phải mà không biết vì sinh mà trôi lạc vào nơi không nẻo thoát nghĩa giải thoát không hiểu làm lắm việc chẳng lành chạy theo lòng tham ái tâm
tán loạn bề mở mang đầy nỗi ràng buộc, lở viên ngõ trói tràng thanh lang thang bồ định chẳng lúc nào bình an, cũng chẳng biết tìm đâu cho ra trốn an lạc, chỉ có nơi cửa Phật là tìm được hạnh phúc. Chánh pháp luận chính là liều tốt công hiệu nhất, giới hạnh cùng pháp giới là tiếng lời Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Quân, Dược Quân tương tự như vậy, có lắm chúng sinh đến khi chết không có được chút nhân lành để được chuyển thành quả lành lại, không có chốn đường dựa. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ này, làm những việc chẳng lành đỏ sinh cõi địa ngục, lửa đỏ là áo mặc sắc nung là nước uống, toàn thân than hồng phủ, biết bao nỗi hãi hùng thân thể cháy thành than, không lây phút than lạn, không nghe được chánh pháp, người phàm phu mê hoặc làm việc trái chánh pháp, thân tâm do nghiệp cảm chẳng được chút gì vui. Người thân tín chánh pháp đủ giới hạnh trí tuệ, thân gần thiện trí đức sẽ thành đấng Như Lai. Như Lai vào cõi thế để độ cho những ai bận dụng hạnh tinh thần, biết nghiêm chỉnh tu hành. Như Lai vào cõi thế với tâm đại tử bi, thuyết giảng về chánh pháp, quyền góp còn thiện nghiệp. Dược Quân ông là người giới hạnh thật đi kiêm, ông nghe điều này rồi được thanh thị viên mãn, giải thoát khỏi sinh tử, thấy được sự Như Lai vốn là bậc cứu độ. Với tiếng lời tuyện ảo, Như Lai chính là cha, là mẹ của thế giới và là tâm bồ đề. Người tuyên thuyết pháp này là bậc thiện tri thức rất khó mà gặp được. Người tiếp tục pháp này sẽ thành đấng Phật Đà, sẽ thành bậc Như Lai. Ai người biết tôn kính những người con Như Lai sẽ đều được giải thoát, khi sống trong cõi thế sẽ đều được che chở. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Quân nói với Đức Thế Tôn, Thế Tôn vì sao núi này lại chấn động? Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Quân, Dược Quân ông hãy nghe cho thật kỹ. Đại Bồ Tát Dược Quân nhìn quanh thấy mặt đất bốn phía đẻ ra từ trong đất trổi lên 20 triệu chúng sinh, cùng với 20 triệu chúng sinh từ không gian phía dưới và 20 triệu chúng sinh từ không gian phía trên. Những người ít tuổi trong pháp bộ thấy việc như vậy, các tiếng hỏi Đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, những người vừa được sinh ra đây là ai? Đức Thế Tôn đáp, các ông có thấy là người đông đảo ấy không? Họ đáp, thưa Thế Tôn có thấy. Đức Thế Tôn nói, họ là những người vì niềm an lạc hạnh phúc của các ông mà sinh ra. Những người ít tuổi lại hỏi, vậy họ có sẽ chết? Đức Thế Tôn nói, đúng là như vậy, họ cũng sẽ chết. Khi ấy những người ít tuổi đang có mặt trong đại hội chắp tay cùng kính hướng về Đức Thế Tôn nói rằng, thưa Thế Tôn, chúng con không còn muốn chịu khổ sinh tử. Đức Thế Tôn hỏi, các ông muốn đạt năng lực tinh tấn rằng? Họ nói, chúng con nguyện trực tiếp thấy Như Lai, nguyện cầu pháp gì được nghe pháp ấy, nguyện gặp tăng đoàn thanh tịnh, nguyện gặp chúng bồ tát quảng đại thần thông. Đó là những điều chúng con nguyện mong, chúng con không còn ham chuyện sinh tử. Bây giờ Đại Bồ Tát Dược Quân cùng với 500 vị Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng thần lực bay lên tầng không ngồi kết giả nhập chánh định từ sắc tân. Các ngài hóa hiện thành sơ tử con rắn voi, thì hiện nhiều thần biến, các ngài lại ngồi kết giả trên đỉnh núi và thăng cao 20 do tuần hóa hiện tâm mình thành 10.000 triệu mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng lớn xuống toàn thể pháp mọi. Khi ấy những người ít tuổi nói với Đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì dân gì mà thế giới này lại có luồng ánh sáng lớn cùng với biết bao thần biến như vậy? Đức Thế Tôn đáp, Việt Nam tử, các ông có thấy mặt trời mặt trăng kia không? Họ đáp, thưa Thế Tôn, chúng còn có thấy điện, thưa điện để
Chúng con có thấy Đức Thế Tôn áp lực ánh sáng lớn ấy và những thần biết đây là do các đấng Bồ Tát dùng thân thể của chính mình hóa hiện cho các ông thấy rồi, chư Bồ Tát sẽ vì hạnh phúc lợi ích của rất nhiều chúng sinh mà từ bi giảng nói chánh pháp, mà sẽ vì lợi ích của chúng hội đông đảo của người ba trời ở đây. Sau khi các ông sẽ thấy thần vật lý và năng lực tinh tấn, chư Bồ Tát sẽ còn nhiều thần biến khác. Họ nghe xong thưa rằng: xin Thế Tôn cho pháp để cho luồng ánh sáng lớn được hiện. Đức Thế Tôn nghe xong nói với đại Bồ Tát Dược Quân rằng: Dược Quân, ông có thấy tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách? Đại Bồ Tát Dược Quân đáp: thưa Thế Tôn, còn có thấy. Thưa Thiện Tịnh, còn có thấy. Bồ Tát Dược Quân còn đang băn khoăn không rõ nên hỏi về việc này hay sao. Đức Thế Tôn nói: Dược Quân, ông có thắc mắc gì cứ hỏi. Như Lai sẽ vì ông mà trả lời tất cả. Dược Quân, Như Lai sẽ giải thích tất cả mọi việc trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đại Bồ Tát Dược Quân đáp: vậy xin Thế Tôn lên tiếng xóa toàn nghi hoặc. Thưa Thế Tôn, còn thấy quanh Như Lai có 84.000 thiên tử, 84.000 triệu Bồ Tát, 12.000 triệu Long Vương, 18.000 triệu ác quỷ, 25.000 triệu quỷ đói và quỷ ăn tinh khí. Đức Thế Tôn nói: Dược Quân, họ đến tụ tập trước mặt Như Lai và ngồi lại để được nghe pháp, không vì lý do gì khác. Dược Quân, ngày hôm nay họ sẽ chiến thắng luân hồi nhờ một niệm vì chúng sinh, mà hôm nay sẽ ăn trú tập địa. Ăn trú tập địa rồi sẽ vào cảnh giới niết bàn, muốn thoát giả chết nên làm việc lành, tạo quả an lạc, cởi nút phiền não, nhờ đó bước vào dòng giống của Phật. Đại Bồ Tát Dược Quân nói: thưa Thế Tôn, vì nghiệp quả mà phát sinh đủ loại cảnh giới cho chúng sinh, vì sao chúng sinh vẫn còn ở lại cạnh Đức Thế Tôn nhiều đến như vậy? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, ông hãy nghe đây, người phàm phu mê muội không biết đâu là nơi mình sẽ được giải thoát. Hôm nay người ít tuổi sẽ nắm được tổng trì, thành tựu được thâm địa, làm việc vận làm mà chuyển bánh xe tránh pháp, rồi giải xuống mưa tránh pháp. Vì vậy mọi chúng sinh ở trong pháp hội này đều hoan hỉ nghe pháp. Trời rồng và quỷ đói cùng giống A-tu-la ăn trụ tâm địa rồi sẽ vận dụng pháp âm nói chánh pháp, đi diệu sẽ giống chấm lại pháp, sẽ thổi ra đại pháp. Còn những người ít tuổi nắm được lực tinh tấn, thành tựu được ác pháp, đồng bộc với Như Lai, khi ấy 5.000 người ít tuổi từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: làm sao có thể không muốn kết thúc sinh tử cho được. Kính thưa Đức Thế Tôn, thân là cánh nặng, toàn sự sợ hãi, thật khó kiểm chế, đường đi không thấy và cũng không có đường đi nào cả, vì mắt mù loà chúng con không gặp được nơi nương tựa. Hôm nay đồng tâm thỉnh cầu một việc nguyện, đấng đạo sư cho chúng con được lắng nghe chánh pháp. Chúng con sinh ra không nhiều trí tuệ, ông am khoái lạc, xin Phật nói pháp giải thoát chúng con ra khỏi khổ đau. Bủa vây giải kín nguyện, sinh ở đâu cũng đều thấy Phật. Bấy giờ Đại Bồ Tát Dược Quân đến chỗ người ít tuổi đang đứng nói rằng: các ông hãy ăn đồ ngon, đồ ăn ngon đẹp bao nhiêu thấy tâm cũng không kiếp sợ. Bấy giờ các ông chuẩn bị nghe pháp, họ hỏi ngài: thưa ngài là ai? Chúng tôi không biết ông danh của ngài, chúng tôi thấy ngài sắc thân tuyệt hảo, tướng mạo uy nghi, chứa đầy định lực. Những người thoát khỏi thế giới kinh hoàng của loài quỷ đói, địa ngục, súc sinh, mọi điều bất thiện đều được không còn. Chúng tôi thấy ngài tay cầm bình bát bằng bảy ngọc quý, thân mang chuỗi vàng sáng nghiêm, tỏa sáng những lời thanh tịnh. Ngài vừa nói ra chúng tôi
biết trả lời thế nào. Tức thân hảo hạng cùng với tức vương, đối với chúng tôi thần không cần thiết. Tức thân thành phần cũng như nước uống, trở thành nước tiểu, máu đến từ nước thịt, đến từ máu. Tức thân thức uống chúng tôi không cần lựa lên vải bác, chúng tôi không cần bằng vòng chuỗi nồng nhẫn đeo trên tay, chúng tôi không cần tàn hạ vô thường phải chịu sinh diệt. Chúng tôi là những con người bất hạnh, không muốn để mình lún sâu sinh tử, muốn đến vì niềm vui chữ thiên, đến với chánh pháp. Điều cần nhất là bậc thiện tri thức, ngay cả những bậc vua triển pháp luân cũng chẳng cần gặp mà vua triển pháp luân khi lìa dòng giới cũng vẫn phải chết. Con trai con gái đều không thể theo vậy, loại ngọc quý đều phải ở lại, trăm bạn phần thần đều không thể theo, không thể đi được, cũng không cách gì đuổi theo. Sau đó vừa chuyển pháp luân chỉ được một đời thì nghiệp báo cả, lại phải đọa rơi chịu cảnh vô thường vì trong quá khứ phạm nhiều ác nghiệp, nên ngục hảo kiến cũng sẽ rơi vào. Dù trong cõi thế vừa triển pháp lần, nhờ có trong tay bảy loại ngọc quý nên nắm giữ hết bốn đại bộ châu, nhưng khi đọa vào địa ngục hảo thiếu quyền năng vĩ đại, biến cả đi đâu không còn đất đứng, người đã chết rồi không thể hóa hiện được thần thông quyền biến. Thưa ngài xin hãy nghe lời chúng tôi, hãy lên đến nơi Như Lai trú ở, Như Lai cũng như là bậc cha mẹ chúng tôi tha thiết mong gặp Như Lai. Chúng tôi không có cha mẹ anh em, Như Lai là người độ cả thế giới, là cha mẹ của toàn thể chúng sinh, là chính bản thân mặt trăng mặt trời khai mở con đường đưa đến hàng là cứu độ tất cả ra khỏi luân hồi thoát cảnh sinh tử biển dục lớn lao tật tháng kinh hãi. Như Lai là về chở chúng sinh qua đến bờ bên kia không còn trở lại. Như Lai nói pháp viên mãn trong sáng chỉ con đường đến Bồ Tượng Bồ Đề tức ăn không thầm, đến cả vương quốc cũng đều không cần vì không muốn rơi vào cảnh địa ngục nên chẳng tìm cầu an lạc chư thiên. Thân người là quý hoặc chính ngày thân ấy có thể xuất hiện một đấng Như Lai, đời sống ngắn ngủi làm kẻ quẩn quanh bận dụng tâm mình làm điều bất tiện, không biết nỗi chết ngắm dục thế gian lầm trong sinh tử, không từng sợ hãi không chút trí tuệ trí tâm mà tâm trí loạn động ngắn ngủi không bền, không biết diệu pháp công làm việc thiện là không biết chánh định, đến khi mạng chung cũng không hối hận, rồi đang trong cõi tái sinh vô tận chịu khổ chiến biên, nhưng vì trong quá khứ đã từng đánh đập cướp bóc người khác cho nên tạo nghiệp bị trói bị giết, hy vọng lụi tàn cánh cửa hoang mang đau đớn khổ não, đến giờ phút trên tàn vẫn đủ điều ai là người che chở cho tôi thật tất cả vàng bạc châu báu sẽ làm nô lệ, làm hết mọi điều tôi không còn muốn quái lòng thế gian, tiền bạc của cải tôi cũng không cần, không muốn tâm dần chứa đầy ác nghiệp. Thưa bậc tiền bối tương tự như vậy, thức ăn chúng tôi cũng không thấy cần, vua chúa hưởng toàn cao lương ảo hạn rồi vẫn phải chết nè. Vua ăn thức ăn mang chất ứng lòng ma vào trong thân mình, vốn toàn cũng không là gì cả, tham lắm mùi vị làm việc bất tiện thì sao phải tham vào thứ mùi vị toàn tướng vô thường, sống không vô nghĩa. Chúng tôi không tham thức ăn thật là điều không cần thiết, ăn vào có giúp giải thoát được không? Tương tự như vậy đời sống nơi này cũng không cần thiết, điều chúng tôi cần chính là chánh pháp ràng buộc thế gian. Chúng tôi cầu pháp khởi lòng tham ái, khởi thoát khởi phiền não, cầu quý vật là đại thánh hiền, là đại cứu độ thấy suốt khổ não của cải chúng sinh. Xin bậc tiền bối hãy vì chúng tôi mà đến bên mình cúi đầu đảnh lễ, chúng tôi không biết ông danh của ngài, xin ngài cho biết tên ngài là gì. Bây giờ Bồ Tát Dược Quân Pháp các ông cùng mọi người đều hỏi danh tánh tôi, quanh Như Lai có khoảng hàng triệu người ít tuổi họ đáp
Ngài là đệ tử bậc đồng danh anh hẳn thâm thúy, chắc chắn rất uy nghi, tất cả mọi chúng sinh đều không nghe danh tính đại Bồ Tát Dật Quân đáp: tên tôi là Dật Quân, là thuốc của chúng sinh. Tôi bây giờ sẽ nói cho các ông cùng nghe về loại thuốc quý nhất trong tất cả các phương chúng sinh gặp bệnh khổ nhờ gặp vào liều thuốc này, chữa được mọi chứng bệnh tham dục là trọng bệnh hủy hoại toàn thế giới, vô minh là trọng bệnh khiến cho người mê muội phải lỡ bước lầm đường, khiến chúng sinh đọa xuống cõi địa ngục súng sinh. Sân si là trọng bệnh, thuốc này đều chữa được. Họ nói nghe được pháp lành này, chúng tôi sẽ giải thoát khỏi khổ não vô minh. Khổ não thoát được rồi, mọi tâm lý bất thiện đều từ bỏ được hết. Nhờ được nghe chánh pháp, việc bất thiện bỏ rồi, chừng đó mọi sợ hãi chúng tôi đều bỏ được. Việc mau lấy vật bà là thầy thuốc giỏi nhất, sẽ chữa lành mọi bệnh, xóa hết mọi khổ đau. Thưa ngài xin hãy mau đến bên cạnh Như Lai, đảnh lễ và quy thuận chuyển đời của chúng tôi, thỉnh cầu bậc cứu độ, cầu xóa tan bệnh khổ thân chúng tôi bỏng cháy, thiêu đốt không hề ngừng. Xin đức Phật tử đi dập lửa bất trị này. Thân vốn là gánh nặng khó bỏ và khó cam, mang đến đầy khổ não chúng sinh cứ không ngừng chịu gánh nặng thân gì. Cứ lần thua như vậy, không biết đường tháo gỡ, không biết cách giải thoát, cũng không thấy được đâu là con đường giải thoát. Vậy là đến khi chết vẫn chưa từng biết sợ, tâm chìm trong mê muội, vọng tưởng chẳng mất đi. Chúng sinh nhiều lần chết mà vẫn cứ mãi quên, chúng sinh không nghĩ ra, không hiểu rằng bệnh khổ sẽ đeo đuổi theo ai. Ăn là kiến thân mà vẫn không ngừng từng biết kiệt sức vì phiền não mà vẫn không từng hay. Tử vô minh mà ra biết nhiều phiền não, thọ tưởng với hành là cánh nặng bán sợ trôi lăn trong ái thủ. Ông biết đến tranh pháp thầm cánh nặng chịu đẩy, sinh ra trong cõi này thật không chút ý nghĩa. Thân thể không được từng thiêu tắm rửa và xoa nắng, phát ý áo thành tịnh rồi sẽ được những gì? Lại đam mê bị ngọt, tai chỉ cầu tiếng này của năm loại nhạc cụ, mắt chỉ cầu tướng đẹp của châu báu ngọc hà, lưỡi chỉ nếm vị ngọt, tâm chỉ chạm bật êm, thịt ra cùng thân thể đều trau chuốt giữ gìn. Thân này vốn vô nghĩa, chỉ ham quái lạc thôi, luôn chiều cả đôi chân và quần em cùng giày đẹp, đứng trước thềm sinh tử trang sức cùng y phục chẳng giúp được thân này. Thân này không thể giúp trang sức để làm chi, lấy thân gọi là người, biết ô ấp biết nghe biết từ gì suy nghĩ, biết thân được lắm điều trong những thời quá khứ đã từng có ngựa voi, nhưng không biết tránh pháp chẳng chăm lo tu hành, mải mê việc bất tiện không biết đến ở sau, chỉ trong chơi vui đùa rồi lăn trong sinh tử, cái chết đến gần về thêm một lần khổ não. Đến gốc thang về kín, mẹ này chết rồi đến cha rồi thân nhân họ hàng, con chết vợ cũng chết, ngũ uẩn toàn là không, chỉ tâm mê ê đắm tự ràng buộc lấy mình để tham dục nung nấu, tưởng là thứ đáng tin, pháp định vốn khó thấy, chết không có gì vui. Tâm mê mở tham lam không từng biết san sẻ, trong tất cả ác pháp lòng tham là nặng nhất. Vậy là không biết tránh, chúng tôi lỡ sinh ra bởi tâm mê lầm cả thế gian mê muội. Khi nghe được âm thanh nhưng không thấy chân tướng, nhiệm màu của thiện pháp, chúng tôi chỉ mong cầu giải thoát và thiền định. Thân người là gánh nặng, chúng tôi không ham nữa, nguyện vì khắp chúng sinh chẩm lấn trong cõi thế mà thành bậc chánh giác, thành đức bậc đạo sư. Phật là mẹ là cha, Phật là người dẫn đường tạo nhân cho mưa rơi đầy những loài ngọc quý trên toàn cõi diêm phủ, để kẻ phàm phu biết rõ tập mời pháp là gì. Phải phát tâm bồ đề thì tập hợp chánh pháp tất cả mọi sự bận do yếu tố kết thành, thực chất đều là không. Cũng tương tự như vậy, cảnh khoái lạc sang giàu thực chất cũng là không, cho đến thấy ngay cả bản thân cũng không thì lòng tham không còn. Kính thưa đức Dật Quân,
Xin nghe chúng tôi nói, hay vị chư Bồ Tát chuyển lời dùng chúng tôi. Nhớ cổ nặng luân hồi, Bồ Tát không mỏi mệt, tâm tình tấn dung mạnh, giới hạnh thật trang nghiêm, tích lũy bậc ánh đức. Xin ngài đến tận nơi trú ở của đạo sư, là bậc trí viên mãn, hàng phục mọi ma quân, không từng thấy mỏi mệt, thỉnh cầu dùng chúng tôi. Thưa Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã chiến thắng tất cả mọi ma vương, làm tiêu tan ma lực, xin nâng đỡ giữ gìn cho tất cả chúng sinh cùng đạt được trí Phật. Vì chúng tôi chưa được nghe pháp lợi cho mình, nên kính xin tiền bối hãy đi cho thật nhanh. Chúng tôi chưa từng thấy 32 tướng Như Lai nên vẫn chưa được qua. Đến bên bờ bên kia, chúng tôi xin kính cẩn kiên nhẫn tình đợi ngài. Đại Bồ Tát Dược Quân nói, các ông hãy nhìn lên phía trên cao, xem thử có gì đang ở trên đấy. Họ nhìn lên trên và thấy cả 3.500 tòa thành lộng lẫy đầy khắp không trung, trang hoàng đủ loại ngọc quý rèm treo lưới ngọc, bên trong hoa rũ hương thơm thanh khiết tỏa ngát không gian. Họ hỏi, vì sao có những tòa thành lộng lẫy rèm treo lưới ngọc đầy chuỗi hoa sen? Đại Bồ Tát Dược Quân đáp, tòa sen này để đưa các ông đến diện kiến Phật Đà, đưa các ông đến cảnh giới Như Lai, hoặc là vị thầy siêu việt thế giới, hoặc là ánh sáng của cả thế gian. Họ nói, chúng tôi không biết cách đi, chúng tôi không thấy Như Lai, chúng tôi không biết lối đi ở đâu, có thể đảnh lễ Phật Đà. Đại Bồ Tát Dược Quân đáp, như vòng trời cao không thể với tới, chẳng ai có thể đảnh lễ Phật Đà, là người ban cho sự không sanh tử như núi Tu Di, là cảnh giới thần Phật ở chốn Phật, cao như Tu Di, sâu như bể cả tất cả bụi mỏng của cả 3.000 đại thiên thế giới, đều có thể đến đêm, nhưng không thể biết Như Lai đang hiện ở nơi chốn nào. Bồ Tát mười phương đến cúng giải ánh sáng thế giới. Họ nói, chúng con nguyện thấy bậc đại cứu độ chúng con, nguyện được toàn hảo chư Phật, chúng con chúng sinh nguyện đảnh lễ thầy, nguyện đạt thiện quả. Đại Bồ Tát Dược Quân đáp, đạo sư là người dẫn dắt chúng sinh ra khỏi luân hồi, đạo sư là người nâng đỡ chúng sinh không ham hương hoa vòng hoa hương xoa, đến với Như Lai là bậc chiến thắng toàn thể tâm thức. Ngay cả ma vương có trị mật nhất cũng không dám phiền, rồi chúng sinh sẽ sớm đạt tổng trị, không bị sức mạnh cái chết thao túng. Tâm tin tưởng trong sáng chi thành hướng về Phật, tâm ấy chắc chắn sẽ được diện kiến Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn Như Lai mỉm miệng cười ngọt ngào như tiếng chim ca đang cần giả. Bồ Tát Dược Quân từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn nói rằng, thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà Thế Tôn mỉm miệng cười khiến cho 84.000 ánh sáng từ mặt Đức Thế Tôn phóng ra, 8 thiên đại thiên thế giới đầy đủ ánh sáng, 32 đại địa ngục đầy cả ánh sáng, vì đến cả 32 tầng trời của chư thiên cũng rực rỡ ánh sáng, những tia sáng đủ màu vàng xanh đỏ trắng cam pha lê bạc phóng ra trên mặt Đức Thế Tôn, làm sáng ngời hỷ lạc rằng chúng sinh của cả tam thiên đại thiên thế giới, rồi quay về theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn, bay thành 7 vòng biến mất trên đỉnh của Đức Thế Tôn. Rồi Đại Bồ Tát Dược Quân lại hỏi, con có nhiều điều chưa để xin Đức Như Lai ứng cúng chính biến chỉ cho con được hỏi. Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Quân, Dược Quân ông cứ hỏi Như Lai sẽ vì ông mà trả lời. Đại Bồ Tát Dược Quân hỏi, thưa Thế Tôn, hôm nay có vừa 30.000 lần triệu người ít tuổi hiện ra, họ hiểu được nghĩa lý tâm lý vì diệu của lời Như Lai giảng, và nói với người nhiều tuổi, sau ngày này người nhiều tuổi các ông không biết chánh pháp,
Các ông luôn dốc vào điều bất thiện trái, tránh pháp công tin vào diệu pháp, nói lời anh rất làm đủ điều tác hại. Vừa Thế Tôn vì sao lời họ nhẹ nhàng dễ nghe? Đức Thế Tôn nói rằng quân ông không biết vì sao họ nói lời như vậy. Đó là họ nói lời nhẹ nhàng dễ nghe cho Như Lai. Rồi quân nhờ nghe pháp họ sẽ nhớ ý nghĩa của tất cả các pháp, sẽ được mọi thánh đức tất cả sẽ chứng đắc tổng trì. Từ hôm nay họ sẽ được mặc vào địa vị thập địa ngày hôm nay. Họ sẽ giống chống đại pháp, sẽ nhiếp thọ bảo toàn bộ chánh pháp. Dược quân ông có thấy những hòa thành kia không? Đại Bồ Tát Dược quân đáp: Thưa Thế Tôn, còn có thấy? Thưa Thiện Thể, còn có thấy. Đức Thế Tôn nói: Dược quân, hôm nay người ít tuổi sẽ bước vào tòa thành này, sẽ có người trí tuệ trong sáng về pháp. Ngày chính hôm nay họ sẽ thành tiểu viên mãn mà mọi thiện pháp. Hôm nay họ sẽ đánh chống lại pháp. Hôm nay cõi chư thiên sẽ có được trí tuệ trong sáng về chánh pháp. Chúng sinh cõi địa ngục và nhiều chốn tối tăm, khi nghe được biểu hiện của trí tuệ toàn hảo, Như Lai sẽ phá tan luân hồi thành bậc tối thắng. Đến khi 90.000 triệu chúng sinh nhiều tuổi sẽ đắc quả tu đạo hoàn, tất cả đều nhiếp thọ chánh pháp. Dược quân, tất cả sẽ đều từ bỏ khổ não, đều thấy được Như Lai, tất cả cũng đều thành tựu âm thanh chống lại pháp. Dược quân, ông hãy nhìn ta bốn hướng. Đại Bồ Tát Dược quân quan sát bốn hướng, thấy phương đông chư Bồ Tát nhiều như cát trong 50 triệu sông Hằng kéo đến. Phương nam Bồ Tát nhiều như cát trong 60 triệu sông Hằng đều đến. Phương tây Bồ Tát nhiều như cát trong 70 triệu sông Hằng đều đến. Phương bắc Bồ Tát nhiều như cát trong 80 triệu sông Hằng đều đến. Không gian phía trên Bồ Tát nhiều như cát trong 90 triệu sông Hằng đều đến. Không gian phía dưới Bồ Tát nhiều như cát trong 100 triệu sông Hằng đều đến. Họ đến trước mặt Đức Thế Tôn ngồi ở hai bên. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Quân nói: Bê Đức Thế Tôn, những sắc tướng đen và đỏ hiện ra trong vòng trời kia là gì? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, ông không biết những sắc đen và đỏ kia là gì. Như Lai biết, Như Lai sẽ nói cho ông nghe. Dược Quân, đó là Ma Vương, ông có muốn thấy không? Đại Bồ Tát Dược Quân đáp: Thưa Thế Tôn, con muốn thấy. Thưa Thiện Thể, con muốn thấy. Đức Thế Tôn nói: Dược Quân, cũng tương tự như vậy, Bồ Tát nhiều như cát trong 100 triệu sông Hằng đã đến. Đại Bồ Tát Dược Quân nói: Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà các vị Bồ Tát ấy đến đây? Đức Thế Tôn đáp: Dược Quân, người ít tuổi là duyên lành cho chúng sinh nơi đây có được pháp định. Dược Quân, ông có thấy rất nhiều chúng sinh đủ mọi sắc tướng cùng nguồn năng lực giải trì gia trì vĩ đại đến từ thần lực. Đại Bồ Tát Dược Quân đáp: Thưa Thế Tôn, còn thấy Bồ Tát nhiều như cát trong 100 triệu sông Hằng, và Bồ Tát nhiều như cát trong 100.000 tỷ triệu sông Hằng được đặt bảo vô số thần lực trú ở nhiều hình sắc tướng. Còn thấy vô số Bồ Tát ấy được đặt bảo thánh vị, các vị Bồ Tát ấy cùng gì đoàn đều được an trụ trong thánh pháp. Thì Đức Thế Tôn nói như vậy. Đại Bồ Tát Cổ Dũng, Đại Bồ Tát Dược Quân, những người nhiều tuổi và ít tuổi cùng toàn thể chúng sinh khác trong pháp bộ như trời người, Atula, Càn Thát Bà đều hoan hỷ tán dương pháp Phật vừa thuyết kinh chánh pháp. Sáng ra và kết thúc tại đây. Bản kinh thân và chi đà bằng rỡ tấn tốt tăng lên được sáng tiên năm tư duy hiện tiền bốn biển lớn trong gần mắt biết trong hào quang phá vô số vật của tát hiện trong 48 biển độ chúng sinh chín bẩm lên ngành chánh giác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đức Phật Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
di đà phật, a 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 di đà phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Linh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chức Đại Tâm Độ Nhất Thiết Cổ Bát Giác Lợi Từ Sắc Bất Dị Không Vâm Bất Dị Sắc Sắc Tức Dị Không Vâm Tức Dị Sắc Tỏ Tường Hành Tức Diệp Phục Như Thị Xá Lợi Tử Tự Chi Không Tức Bất Sanh Bất Diệt Bất Tăng Bất Giảm Tự Cố Không Dung Vô Sắc Vô Tộc Bồ Nhãn Ý Thị Liệt Tân Ý Bồ Thanh Hương Vị Xúc Pháp Bồ Nhãn Sơ Na Chi Vô Ý Thức Sơ Bồ Vô Minh Trở Bồ Vô Minh Đặng Thái Chi Vô Lão Tử Vô Lão Tử Phật Vô Khổ Độc Hiền Đặng Bát Đại Ý Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Tăng Na Nổ Ba La Tam Bồ Tam Bồ Đề Cố Chi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đà Đồng Thú Thị Đà Đồng Thú Thị Vô Thượng Đồng Thú Thị Vô Đẳng Đồng Thú Năng Từ Đất Đà Bát Đề Cố Thế Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Chu Thiết Thiết Đê Đê Bà La Yết Đê Bà La Thắng Yết Đê Bồ Đề Đắc Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Yết Đê Đê Bà La Yết Thắng Yết Đê Bồ Đề Đắc Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Yết Đê Đê Bà La Yết Đê Bà La Thắng Yết Đê Bồ Đề Đắc Bà Ha Ma Ha Bà La Mật Đa Hộ Trì Phật Pháp Sởi A Tu La Dược Thắng Sa Thầy ai đến nghe pháp nên hết lòng ủng hộ Phật Pháp được thường còn mỗi vị xiêm tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này hoặc trên đất liền hoặc hư không tường sanh lòng từ với loài người ngày đến tử thương theo Phật Pháp nguyện tăng thế giới thường an ổn phương chi phổ biến lợi quần và xanh bao nhiêu tội nghiệp tiêu thảy tiêu trừ xa lìa quán khổ về biên tịch hàng dùng giới hương và bóng sáng thường mặc áo định để che thân và đẹp bồ đề sang nghiêm khắc tùy theo chỗ ở thường an lạc Nam mô Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam mô Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam mô Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Sám nguyện đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê đắm chìm trong sanh tử đã bao lần nay đến chân cái vô thượng giác điển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều thản sống vô ngoài trong kiếp lần than cõi lạc lắm không nhìn phương hướng đàn con giải tu từ lâu vẫn vượng hôm nay trông thấy đạo uy hoàng xin hướng về núp bóng từ quang lại phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt bị tam sân si mạng gây nên con lâu nay giữ trọn lời nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát trí tuệ quang minh như nhật nguyệt tử vi vô lượng cứu quần xanh ôi tử lâu ba chốn cục mình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gót ngài vượt qua khổ ải thiên tử vi vượt khổ bền bể ái hải nhớ lời ngài bờ giác không xa hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc ác để lòng quang đãng đem phúc về gieo giống thảm nhân đời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con nguyện được sống đời rộng rãi con niệm phật để lòng nhớ mãi hình bóng ngài cứu khổ chúng sinh để theo ngài nên bước đường lành chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin tự độ phải tham sân si hận ngập trời phá si mê trí tuệ sáng ngời con quyết hướng đã lên đại giác ngộ hư không kia có ngày si độ lòng thề nguyện hằng nhớ đinh ninh đệ tử và tất cả chúng sanh
đồng phát niệm viện thành bạn đạo. Hồi hướng tổng kinh niệm bạn là hạnh ớt lại vô viên vất vấn sát thành vấn sinh lệnh cao tất cả hàm linh này đều bảo hộ bằng kinh triệu quyền được cơ hoa chấn áp quyền được quyền trí để phá diệt vô minh. Điều lời nhận mạnh Bồ Tát tầm tinh tâm làm thành thanh hóa thiện theo bằng ma sai tiếp tầm là hàng ngày xa hoa nở thấy vậy vẫn ra vô sinh chứng ngộ bằng ta đánh nhìn nguyện đem công đức nhận tiền hướng về mình vẫn ra con bà cha mẹ ông bà chúng sinh giác ngộ trang hòa hấp thần tám quỷ tự quỷ phật chân nguyện chúng sinh thế theo đạo cả phát lòng vô thượng tự quỷ pháp được nguyện chúng sinh thấu rõ kinh đạo chi huệ như hải tự quy năng thương nguyện chúng sinh tâm lý lại chúng tất tẩy vô ngại quả năm thêm chúng nguyện trí tử công đức khổ cập ơi nhất thiết ngã đẳng sinh giải cộng thành phật đạo nam mô a